bạn thân mến, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu tới bạn chương tiếp theo của bộ truyện Tinh môn của tác giả Lão ưng Cật Tiểu Kê. Mời bạn cùng theo dõi. mươi 31 Nhiệt tâm Tiểu Tuần Kiểm. Ngày 16 tháng 7. Thời tiết oi bức, rất im lìm, để cho người ta có chút thở không nổi cảm giác. Minh Bạch đều hiểu, đây là bão tố sắp đột kích dấu hiệu. Sáng sớm, Lý Hạo cưỡi xe, một tay phóng ngựa, một tay ăn bánh bao, một tay vịn tay lái, Nhàn nhã cưỡi xe hướng tuần kiểm ty bên kia chạy tới. Đêm qua Thái Bình không thấy được hồng ảnh, Liệp Ma tiểu đội cũng không có tìm hắn, lão sư cũng không đến thông tin, Vương Minh cũng không có quấy rối hắn, liền ngay cả hắc báo tối hôm qua đều rất ngoan, không nói tiếng nào, đêm qua là cái khó được ban đêm tốt, xe đạp bên cạnh, từng chiếc xe nhỏ gào thét mà qua, ngân 7219, quen thuộc bảng số xe, Lý Hạo ăn bánh bao, hững hờ phẳng phất tùy ý nhìn lướt qua mang trên mặt người trẻ tuổi nên có tinh thần phấn chấn cùng dáng tươi cười nhớ kỹ trước mấy ngày mới vừa lên báo án tự thiêu đi lên cùng ngày chính là chiếc xe này đi theo chính mình mấy ngày không gặp không nghĩ tới lại nhìn thấy chiếc xe này càng ngày càng bức thiết sao ngay cả ban ngày đều muốn giám thị chính mình đây là sợ chính mình chạy lý hạo suy đoán một chút nếu như chính mình bỗng nhiên chạy có thể hay không chơi rất vui đương nhiên hiện tại chạy có thể sẽ nguy hiểm hơn làm rối loạn lưu long một chút bố trí cũng vô pháp cho lão sư tranh thủ nhiều thời gian hơn đúng vậy thời gian thời khắc này lý hạo hy vọng lại kéo kéo lão sư coi như tiến vào đấu thiên nhưng bây giờ hấp thu đao năng cũng cần thời gian đao năng lực trùng kích quá mạnh dù là lão sư chỉ sợ cũng không cách nào duy nhất một lần hấp thu quá nhiều vậy muốn cường đại lên là cần thời gian nhìn cái kia hoa nở hoa tàn làm người thương yêu yêu cưỡi xe hát tiểu khúc hôm nay lý hạo giống như tâm tình rất không tệ bộ dáng trong xe hay là một nam một nữ ô tô lao vùn vụt mà qua cửa sổ xe mở ra hai người đều nghe được lý hạo tiếng ca rất khó nghe rời đi lý hạo một đoạn ô tô tiếp tục chạy phụ xe nữ nhân bỗng nhiên cười người a có đôi khi thật đáng thương nói chính là lý hạo không biết chính mình sắp chết mà lại chết khả năng rất thảm giờ phút này còn tại hát tiểu khúc thật sự là đủ thật đáng buồn lái xe trung niên cũng cười nhạt một tiếng bình thường đây chính là người bình thường bi ai xe cộ chậm rãi dừng lại giống như tại sửa chữa nam tử xuống xe nữ nhân cũng đi theo xuống xe xe cộ dừng sát ở ven đường chờ đợi lấy lý hạo phía trên hạ tử mệnh lệnh hai ngày này không cần bận tâm bất kỳ vật gì chết chằm chằm lý hạo tuyệt không thể để lý hạo rời đi ánh mắt đương nhiên Lý Hạo tiến vào tuần kiểm ti, vậy chờ ở bên ngoài lấy là được, tuần kiểm ti bên trong tự có an bài. Một lát sau, xe đạp đi ngang qua, Lý Hạo còn tại khẽ hát, bỗng nhiên tiểu khúc gián đoạn, Lý Hạo dừng xe lại, nhìn về phía ven đường đỗ xe nhỏ, trên mặt dáng tươi cười, rất là thuần phát, hai vị, cần hỗ trợ sao, Lý Hạo rất nhiệt tình, có khó khăn, tìm tuần kiểm, Lý Hạo cười nói, ta là tuần kiểm ti tuần kiểm cấp 3 Lý Hạo. Ta nhìn hai vị xe giống như hỏng, cần ta hỗ trợ sao? Hai người liếc nhau, có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là, đủ nhiệt tình, cũng có chút giở khóc giở cười. Cỡ nào ngốc hài tử, người cũng đã biết, chúng ta là ai. Nam tử nhìn thoáng qua Lý Hạo, cười cười, nói khẽ, "Đa tạ, không cần, chính chúng ta sửa là được." Thật không cần, Lý Hạo ngừng xe đạp, đem xe để ở một bên, đi đến bên cạnh hai người, cúi đầu nhìn một chút xe, dò hỏi: chỗ nào hỏng ta trước kia cũng sửa qua xe tuần kiểm ti tuần kiểm lấy giúp người làm niềm vui đương nhiên ta giúp hai vị sửa chữa tốt xe hai vị có thể đi tuần kiểm ti đưa một mặt cờ thường tốt nhất rồi ngạch ha 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 chỉ đùa một chút không tiễn cũng không quan hệ lý hạo một mặt ngượng ngung giống như muốn lại không tốt ý tứ nói ta chỉ là muốn một mặt cờ thường nữ nhân đều bị chọc phát cười trước mắt cái này nhìn lông còn chưa mọc đủ da hỏa có đôi khi thật đúng là đủ ngây thơ. Cơ thường, nữ nhân cười, tuần kiểm, người biết sửa xe, Lý Hạo một mặt dáng tươi cười, có chút không cầm được đắc ý, biết, hai vị lão bản, có thể lái được nổi xe, ta muốn cũng không để ý đi định một mặt cơ thường. Khụ khụ, ta tính tuần kiểm ti người mới, hai vị lão bản cũng hiểu, người mới cần một chút biểu hiện ra cơ hội, bởi vì ta khả năng nhanh thăng tuần kiểm cấp 2, cần một chút vinh dự, hai vị, các ngươi nhìn. Hai người là thật ngoài ý muốn cùng im lặng, gia hỏa này đuổi tới giúp bọn hắn sửa xe, sau đó còn chủ động đưa ra muốn cờ thưởng, mục đích là bởi vì hắn có thể muốn thăng chức, cái này, hai người thật đúng là rõ ràng, nghe nói Lý Hạo muốn bị điều nhập đội chấp pháp, nói như vậy, thật sự là hắn có rất lớn cơ hội thăng chức, nhưng hôm nay, trước mắt tiểu tử này, mạng nhỏ đều nhanh không có. Chính hắn thật một chút không có đếm, lúc này thăng chức, hữu dụng không, thăng lên người cũng mất mạng hưởng thụ a nam tử cười dáng tươi cười ôn hòa vậy làm phiền vị này lý tuần kiểm nếu là có thể sửa chữa tốt xe cơ thường tự nhiên là nhất định hắn hiện tại có loại rất huyền diệu cảm giác bị người theo dõi chủ động bắt chuyện chủ động hỗ trợ có lẽ lại càng dễ hoàn thành nhiệm vụ rất có ý tứ theo hắn biết lý hạo không có cái gì bằng hữu cũng không có gì thân nhân rất quái gở một người phía trên đối với lý hạo hiểu rõ kỳ thật không nhiều nếu như chính mình cùng gia hỏa này có càng nhiều tiếp xúc, vậy có phải có thể cho phía trên cung cấp tốt hơn tin tức? Lại nói, người ta tuần kiểm nhiệt tình như vậy, người một mực cự tuyệt, ngược lại là có vẻ hơi cổ quái. Mà Lý Hạo, lần này cũng không khách khí, tiến lên mở ra mui xe, thăm dò đi vào kiểm tra một hồi, lại sờ lên động cơ, một lát sau, lại quấn xe quan sát một vòng, có chút kỳ quái nói: "Phát động không được sao? Có phải hay không động cơ mạnh?" Nam tử cười nói, vậy ta thử lại lần nữa nhìn, vừa mới tắt lửa, mấy lần châm lửa đều không thể phát động. Vậy được, ta tra lấy cảm giác không có vấn đề gì lớn, xe vẫn là xe mới. Nói chuyện với nhau vài câu, nam tử lên xe châm lửa, lần này xe cộ châm lửa thành công, vốn là không có vấn đề gì. Bọn hắn dừng ở cái này đều chỉ là vì tốt hơn đi theo lý hạo thôi. Nữ nhân lúc này cũng là một mặt mừng rỡ, vội vàng nói, tuần kiểm, đa tạ. Đừng, ta ta cảm giác không có xuất lực. Cờ thưởng bay, có chút đáng tiếc, bất quá hai vị bình an liền tốt. Giải quyết quần chúng phiền phức, cũng là tuần kiểm ti chức trách. Lý Hạo Thuần phát cười, hai người cũng rất giống bị nụ cười của hắn lây nhiễm. Nam tử xuống xe, nghiêm mặt nói, không có khả năng nói như vậy. Lý Tuần Kiểm lấy giúp người làm niềm vui, chủ động hỗ trợ, vợ chồng chúng ta vừa tới Ngân Thành không lâu, có thể kết bạn Lý Tuần Kiểm cũng là duyên phận vậy dạng này chúng ta bây giờ liền đi định chế cờ thưởng đợi chút nữa liền cho tuần kiểm ti đưa đi đừng a à, lý hạo vội vàng khoát tay thật đừng như vậy nói lại có chút xấu hổ nhỏ giọng nói cái kia cái kia không được cờ thưởng tiền ta bỏ ra ta không có gì bằng hữu không phải vậy đã sớm để cho người ta khụ khụ các ngươi biết đến tuần kiểm cũng là người có thể nhiều một mặt cờ thưởng đều là vinh quang hai vị không để ý ta xuất tiền cũng được hai người thật bị chọc phát cười thật đáng yêu thật rất thuần thiện vì một mặt cơ thường đây là không có ý tứ nhưng lại không cách nào kháng cự nam tử cười nói yên tâm lý tuần kiểm đừng nói là chuyện tiền một mặt cơ thưởng mấy đồng tiền đây không phải là đánh ta mặt sao vậy ta liền không khách khí lý hạo giống như rất vui vẻ dáng tươi cười sán lạn không gì sánh được lại nhìn một chút thời gian nói không được ta đến trễ hai vị tới trực tiếp đi phòng cơ yếu tìm ta, nếu là ta không tại, hai vị liền đi đội chấp pháp tìm ta, ta nhanh điều nhập đội chấp pháp, về sau càng nhiều thời gian sẽ ở bên ngoài phiên trực. Kết giao bằng hữu cũng tốt, đa tạ hai vị, Lý Hạo vội vàng nhảy lên xe đạp, một mặt vui vẻ, hướng hai người phất phất tay, cấp tốc cưỡi xe rời đi, chờ hắn đi, nữ nhân có chút thổn thức, không thể không nói, người như vậy, kỳ thật rất thú vị, rất đáng yêu mang theo một viên tính trẻ con, một khỏa chân tâm, đáng tiếc, người ta rốt cuộc không trở về được quá khứ. Nam tử cũ ân khẽ gật đầu, hắn đều bị lý hạo dáng tươi cười lây nhiễm, người trẻ tuổi, chính là không giống với, chủ động hỗ trợ, lấy giúp người làm niềm vui, tuần kiểm ti người cũng không phải đều như vậy. Nữ nhân lại nói, thật đi đưa cơ thường, đương nhiên, nam tử cười, cười có chút gian trá, vì sao không đi đưa, thân phận của chúng ta không có vấn đề vào xem cũng tốt, hiểu rõ hơn hiểu rõ. Quang Minh chính đại đi tuần kiểm ti, cơ hội như vậy, cũng rất khó được, nói đi lại nói, có thời cơ này, chúng ta tiếp xuống lại tấp nập xuất hiện tại tuần kiểm ti phụ cận. Có người sẽ cảm thấy không ổn sao, chúng ta hoàn toàn có lấy cớ nói là đi tìm Lý Hạo. Mời hắn ăn cơm cái gì, cảm tạ trợ giúp của hắn, ai còn sẽ để ý chúng ta. Nữ nhân tưởng tượng, cũng gật gật đầu, là cái không tệ lấy cớ, cái này thật đúng là ngủ gật tới đưa gối đầu, trước đó còn tại cân nhắc, một mực đi theo Lý Hạo, có thể hay không bị phát hiện, hoặc là bị người hoài nghi, hiện tại, tính an toàn ngược lại cao hơn một chút, cùng một thời gian, tuần kiểm ti, Lý Hạo đến, nụ cười trên mặt cực kỳ thoải mái, lạp lạp lạp, đắc đắc đắc, hôm nay là ngày tháng tốt, tiểu ca hát lên, tâm tình vui vẻ, chờ đợi đằng sau cá con mắc câu, không có đi phòng cơ yếu. Thẳng đến đội chấp pháp, liễu diễm phòng làm việc liễu diễm nghe được ngoài cửa tiếng bước chân cũng nghe đến cái kia dần dần yên tĩnh tiếng ca hát có chút ngoài ý muốn tiểu tử này hôm nay vui vẻ như vậy đông 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 cửa bị đẩy ra lý hạo nở nụ cười liễu tỉ tới sớm như vậy ừm liễu diễm dựa vào ghế đôi chân dài vẫn như cũ khoác lên trên mặt bàn cực kỳ phách lối dáng vẻ có chút kỳ quái nói hôm nay tâm tình giống như không tệ đúng a à, lý hạo cười tủm tỉm nói Tỷ A à, ta cái này không suy nghĩ lấy. Ta là người mới tiểu thái kê sao. Đã lớn như vậy, đều không có giết qua gà. Đổ máu đều sợ hãi. Có chút run chân, ta sợ ta quay đầu thật gặp cảnh tượng hoành tráng sẽ bị hù chết. Cho nên ta quyết định, ta muốn rèn luyện đảm lượng của ta. Cái quỷ gì, liễu diễm nghi hoặc, hiện tại đến đâu tìm địa phương. Tìm cơ hội cho ngươi rèn luyện đảm lượng đi. Thời gian cũng không kịp A, à, Lý Hạo giống như biết tâm tư của nàng. Cười ha hả nói. Không cần làm phiền lão đại và Liễu tỷ, chính ta tìm bia ngắm, hai cái võ sư hoặc là một võ sư, một người bình thường, Lý Hạo cười hì hì nói, tìm tỷ chính là muốn nói một tiếng, để tỷ cho ta cung cấp cái sân bãi, còn có, cho ta ép một chút trận, ta một người vẫn còn có chút sợ sệt, ta là học sinh tốt, cũng chưa từng đánh nhau bao giờ, ta sợ đổ máu, ta lập tức liền sợ choáng váng. Liễu Diễm có chút ngốc trệ, nhìn thoáng qua Lý Hạo hôm nay là thật sự có chút cổ quái ngươi chính mình tìm bia ngắm lý hạo ngươi muốn học hỏng gia hỏa này có phải hay không hôm qua chính mình nói hắn thành siêu năng phạm pháp cũng không có việc gì hắn tưởng thật liễu diễm sắc mặt có chút lạnh xuống tới nàng cứ như vậy nói chuyện trong lời nói là mang theo trào phùng ý vị tiểu tử này nghe không hiểu thật sao tìm người làm bia ngắm thấy máu nghe một chút lời nói này đi ra là người tốt sẽ nói sao liễu diễm từ trước tới giờ không cảm thấy mình là người tốt có thể nàng biết một chút trong lòng không muốn đừng đẩy cho người nàng bị qua loại kia bị ức hiếp không chỗ giải oan thống khổ mà lý hạo giống như cũng tại trở thành loại người này lập tức hảo cảm rơi xuống đến số âm thậm chí có chút chán ghét lý hạo một mặt ngây thơ dáng tươi cười sán lạn Tỷ, hai cái theo dõi ta người xấu đại khái là án tự thiêu phía sau hắc thủ điều khiển tiểu nhân vật theo dõi tới 89 phần 10, không xác định nói, có thể thẩm nhất thẩm. Dù sao, hiện tại theo dõi ta, trừ tiểu đội chúng ta, không có người tốt, Lý Hạo cười vui vẻ. Ta đây không phải vừa tiến vào trảm thập cảnh sao, mỗi ngày đánh đầu gỗ bia ngắm rất không ý tứ, còn không có thực chiến tác dụng. Ta muốn lấy, để cho bọn họ tới ta cái này, cho ta luyện tay một chút. Bắt người, liễu diễm có chút nhướng mày. Lúc này bắt người, đánh cỏ động rắn không thích hợp a à? Lý Hạo cười nói không bắt người, chính bọn hắn đến, còn có A Tỷ, người cảm thấy hiện tại là đánh cỏ động rắn sự tình sao? Đối phương chỉ sợ sớm đã biết chúng ta là cùng một bọn. Hiện tại kỳ thật chính là công khai, chỉ là mọi người không nói toạc mà thôi, cho nên A thật bắt người, giết người, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm. Lý Hạo nghĩ minh bạch, Hồng Ảnh đã sớm biết lưu long bọn hắn tồn tại, giấu giếm cái gì, cái gì đều không có giấu giếm. Trừ viên thạc bên này, Hồng Ảnh không biết. Lý Hạo cảm thấy, Lưu Long bên này nội tình sớm đã bị người biết. Giờ phút này, bắt hai cái tiểu nhân vật. Có vấn đề sao? Đối phương căn bản sẽ không để ý. Nhưng là, ta trước qua đem nghiện lại nói. Thuận tiện luyện tay một chút. Liễu Diễm ngược lại là không để ý câu nói kế tiếp. Mà là có chút ngoài ý muốn. Chính mình đến, người coi người khác là ngớ ngẩn sao. Theo dõi người coi như xong. Còn chính mình đến, người có phải hay không đem người là đồ đần. Lý Hạo cười, thật hai tên kia có thể nhiệt tình nói xong tới này cho ta làm bia ngắm còn muốn cho ta đưa cờ thường mẹ nhà hắn lý hạo tiểu gia hỏa này càng ngày càng không đứng đắn liễu diễm đều không còn gì để nói ngươi là coi ta là đồ đần vẫn là đem người khác là đồ đần rồi chính mình đến cấp ngươi khi bia ngắm sau đó còn muốn cho ngươi đưa cờ thường ngươi nói thẳng người ta đem đầu tặng cho ngươi đây không phải tốt hơn lăn ra ngoài liễu diễm hơi không kiên nhẫn Tiểu gia hỏa hai ngày trước còn bình thường rất, hôm nay làm sao lập tức liền bị điên? Có phải hay không áp lực quá lớn? Thật, người Không lăn ta đưa ngươi một viên lựu đạn. Lý Hạo có chút bất đắc dĩ. Thật đó a, à, làm gì không tin? Vào thời khắc này, phòng làm việc điện thoại vang lên. Liễu Diễm tiếp lên, là phòng trước gọi điện thoại tới. Vừa tiếp thông, liền nghe phòng trước bên kia tuần kiểm báo cáo. Liễu đội bên ngoài tới hai người, nói là cho Lý Hạo đưa cờ thường phòng cơ yếu bên kia nói người tại chúng ta đội chấp pháp. Ta hỏi một chút, nói Lý Hạo đi ngài bên kia, ngài nhìn thuận tiện để Lý Hạo xuống tới một hồi sao. Liễu Diễm, Liễu Diễm có chút ngơ ngác nhìn Lý Hạo, tình huống như thế nào? Nàng cúp điện thoại, nhìn xem Lý Hạo, nhíu mày, ngươi xác định, đến đưa cờ thưởng chính là người theo dõi ngươi. Trăm phần trăm xác định, Lý Hạo liền vội vàng gật đầu, vui vẻ ra mặt, tới thật nhanh, liền so ta trễ một hồi cơ thưởng này hiệu suất chật chật thật lợi hại lý hạo cũng là vui vẻ tỷ ta xuống dưới một hồi ngài xem ở cái nào thẩm vấn bọn hắn phù hợp ta dẫn bọn hắn tới liễu diễm thật có chút ngốc trệ khá lắm người đây là đây là thật làm cho người đưa tới cửa chính mình chọn địa phương thò đầu ra cho ngươi chặt giờ khắc này nàng cảm thấy người theo dõi lý hạo kia có phải hay không đầu óc có vấn đề bằng không làm sao lại đưa tới cửa cho lý hạo làm bia ngắm dùng mang theo một chút cổ quái liễu diễm đứng dậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đừng lý hạo lắc đầu tỉ ngươi tìm cái địa phương là được rồi cái kia ngươi mang đến tầng hầm đi liễu diễm cũng là không nói lại nói thật không cần ta cùng ngươi cùng một chỗ cái nào dùng phiền toái như vậy chính bọn hắn tiến đến là được rồi lý hạo cười nói tỉ ngươi đợi chút nữa cho ta áp trận a à, ta thật có chút sợ lần thứ nhất làm loại chuyện này, người cũng biết, ta trước kia là học sinh tốt, làm tuần kiểm cũng là phòng cơ yếu bên kia làm văn chức. Loại này thấy máu sự tình, ta thật sợ ta sẽ nôn, sẽ chân như nhũn ra, nói có chút khoa trương, nhưng là cũng là sự thật, lần thứ nhất thấy máu, không phải thông thường trên ý nghĩa loại kia trông thấy máu, mà là đả thương người giết người, dưới loại tình huống này, run chân, trột dạ, sợ sệt, sợ hãi đều rất phổ biến. Trừ phi thật trời sinh chính là ác nhân, có giết người khuynh hướng, mà Lý Hạo hoàn toàn chính xác muốn tại gặp phải Hồng Ảnh trước đó. Tìm một cơ hội luyện tập, hắn sợ, sợ thật gặp được đại chiến, chính mình sẽ biết sợ, sẽ run chân, sẽ run lẩy bẩy, đây là nhân chi thường tình, hắn không cảm thấy chính mình có khỏa cực lớn trái tim. Gặp người chết có thể thờ ơ, ngày đó tiểu Viễn thời điểm chết. Hắn liền sợ sệt, sợ hãi. Một khắc này, thậm chí chân đều không thể động đầy. Run chân lợi hại, cả người cũng bị mất khí lực, ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng khó khăn phát ra. Cho nên, lần này đi ngang qua hai người kia, hắn bỗng nhiên có một chút ý nghĩ, có lẽ ta nên rèn luyện một chút chính mình tiểu đảm. Liễu Diễm có chút đổi mới đối với Lý Hạo ấn tượng. Nàng trong ấn tượng Lý Hạo là cái có chút thẹn thùng tiểu nam sinh, có chút thiên phú, nhưng là chỉ là cái tiểu thái kê, cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng sẽ không? Nàng Kỳ Thật cũng cảm thấy, Lý Hạo đến chiến trường chân chính, chính là cái vướng víu, có thể hay không bảo mệnh, thật khó mà nói, có thể giờ phút này, bỗng nhiên có chút phá vỡ. Lý Hạo, hắn tìm cho mình bia ngắm đến luyện tập, nói muốn rèn luyện đảm lượng. Đây là nàng nhận biết Lý Hạo sao? Nàng điều tra qua Lý Hạo hết thảy, gia hỏa này tại phòng cơ yếu chính là cái người thành thật, người hiền lành, mỗi ngày đi làm sớm, tan tầm trễ quét dọn vệ sinh, bưng trà đổ nước, đừng đề cập nhiều biết điều. Nhưng bây giờ, hắn đang nói cái gì? Ngoài ý muốn, thậm chí có chút chấn kinh. Gia hỏa này sẽ không bị siêu năng giả xâm lấn A, Lý Hạo. Tỷ, vậy ta đi xuống trước. Người đi trước tầng hầm chờ ta. Liễu Diễm muốn nói chút gì? Cuối cùng từ bỏ, gật gật đầu, người cẩn thận một chút. Yên tâm đi, đây chính là tuần kiểm ti. Lý Hạo cười, tiến vào tuần kiểm ti. Hai cái tiểu nhân vật còn có gan làm chút gì sao? Có lá gan kia, cũng không phải là theo dõi chính mình tiểu nhân vật. Dưới lầu, nam nhân cùng nữ nhân là thật mang theo cờ thưởng tới. Hai người cũng là lần thứ nhất tiến vào đội chấp pháp cao ốc. Giờ phút này, bốn chỗ quan sát, tuyệt không lộ ra đột ngột. Nơi này, người bình thường thật đúng là tới không được. Lần này mượn lý hạo ánh sáng, ngược lại là quang minh chính đại tiến đến. Nhân viên tiếp tân cũng mặc kệ bọn hắn, đến đưa cờ thường hay là đưa cho Lý Hạo. Đối với Lý Hạo, đội chấp pháp cũng chưa quen thuộc, nghe nói có thể muốn điều đến, hay là phòng cơ yếu người bên kia, mọi người chỉ là có chút nghi hoặc, Lý Hạo làm chuyện gì tốt, để cho người ta đưa cờ thưởng tới? Hai vị đại ca đại tỷ, giờ phút này, Lý Hạo xuống lầu, một mặt hưng phấn, hai vị thật đúng là tới. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta coi là hai vị nói đùa đâu. Lý Tuần kiểm, nam tử cười đứng dậy, chào hỏi một câu sao lại nói đùa lý tuần kiểm lấy giúp người làm niềm vui cứu người tại nguy nan thời điểm sáng sớm ta vợ chồng kém chút ra tai nạn xe cộ đều thua thiệt lý tuần kiểm xuất thủ tương trợ hắn cho lý hạo dơ lên một đoạn hoa hoa kiệu tử nhân nhân sĩ thanh niên chẳng phải ưa thích cái này sao ha 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 đại ca thật khách khí lý hạo miệng cũng ngọt cười ha hả ha nói hai vị đừng tại đây nói chuyện làm ta không có ý tứ ta còn không có chính thức điều đến đâu hai vị, theo ta đi, uống chén trà, cờ thường, cờ thường ta đã thu, không cùng hai vị khách khí, nhưng là tới, nhất định uống chén trà lại đi, hai người liếc nhau, cũng là mặt lộ dáng tươi cười, thật khách khí a à, thật nhiệt tình, đến đều tới, mở mang kiến thức một chút cũng tốt, hai người gật gật đầu, đi theo Lý Hạo cùng đi, Lý Hạo mang theo bọn hắn đi thẳng đến lầu một hành lang cuối cùng. Vừa đi vừa nói, ta là người mới, nơi này lão nhân nhiều, bị thấy được, mọi người có chút, cái kia, các người biết được, chúng ta đi tầng hầm, bên kia không có người nào, chúng ta uống chén trà, lần này thật nhiều thua thiệt hai vị hỗ trợ, Lý Hạo mang theo bọn hắn đi thang lầu, trên đường đi dáng tươi cười không từng đứt đoạn, quên hỏi, đại ca họ gì, không dám, ta gọi Chu Hạ, ta người yêu họ Nguyên, Chu Đại ca, Nguyên Đại Tỷ, Lý Hạo cũng là miệng siêu ngọt, lập tức đã đến gần khoảng cách, rất nhanh mang theo hai người đi tới tầng một dưới mặt đất liệp ma tiểu đội tổng bộ ngay ở phía trước tầng hầm không lộ vẻ âm trầm ngược lại tia sáng rất đủ ngay ở phía trước bên này không có người nào đến chu ca nguyên tỷ xem xét chính là làm ăn đại lão bản về sau có gì cần cứ việc nói ta người này thích nhất giúp người giải quyết phiền toái chu hạ một mực mang theo mỉm cười thật thuần phác hai từ nữ nhân cũng là không ngừng phụ họa lý hạo còn có nhiệt tình như vậy tuần kiểm cũng là khó được đáng tiếc a à. sau một khắc lý hạo đẩy cửa hai người cùng theo một lúc đi vào tầng hầm cũng chính là liệt ma tiểu đội bình thường nghỉ ngơi hoạt động khu vực lý hạo nhiệt tình mời hai người tiến vào tiếp lấy đóng lại tầng hầm cửa cánh cửa này thật không tầm thường cách âm nhất lưu phòng hộ nhất lưu đừng nói người chính là tạc đạn đều khó mà nổ xuyên vừa đóng cửa vậy cũng là mang mật mã vân tay nếu không ra không được nhìn thấy lý hạo đóng cửa Chu Hạ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, mà Lý Hạo biên quan cạnh cửa cười nói, giam lại, miễn cho những người khác tiến đến, cho là ta lười biếng đâu. Chu Hạ không nói lời gì nữa. Xuống một khắc, Chu Hạ sắc mặt có chút biến hóa, hắn nhìn thoáng qua trong phòng bài trí, ánh mắt khẽ biến, đây không phải phòng khách, cũng không phải cái gì phòng nghỉ, nơi này giống như là cái cỡ lớn căn cứ, máy tập thể hình, súng đạn, giống như cái gì cũng có, càng giống là kho quân dụng đây là đây giờ khác này chu hạ có chút bất an nơi này là ta một ngoại nhân có thể tới sao nữ nhân bên cạnh hắn cũng là đổi sắc mặt bởi vì bọn hắn thấy được bên kia súng ống thậm chí còn có một môn hỏa pháo nhỏ thảo đây là người bình thường có thể tới địa phương hai người trong nháy mắt cảm nhận được nồng đậm bất an cùng tâm thần bất định chúng ta chỉ là đến cùng lý hạo tìm cách thân mật làm sao lại tới nơi này mà lý hạo đã triệt để đóng lại cửa lớn thật vui vẻ hai vị này tốt phối hợp một chút không có phản kháng dễ chịu loại này thỉnh quân nhập úng cảm giác thật thoải mái a à. thừa dịp chu hạ có chút ngây người lý hạo từ phía sau vỗ vỗ chu hạ bả vai cười nói chu đại ca nơi này không ai an tĩnh sau một khắc đầu gối cong lên một đầu gối đỉnh ra ầm um, một tiếng vang giòn chu hạ hết sức vặn vẹo thân thể tránh đi yếu hại vẫn là bị Lý Hạo một đầu gối đỉnh chúng sau lưng. Đau nhức kịch liệt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Gặp, giờ khác này, Chu Hạ liền một cái ý niệm trong đầu. Lão tử bị lừa rồi. Hay là chính mình chủ động đưa tới cửa. Một bên, nữ nhân kia cũng là sắc mặt kịch biến. Không nói hai lời, bỗng nhiên từ chân chỗ sâu. Rút ra một thanh thủy thủ. Một thủy thủ hướng Lý Hạo đâm tới. Tầng hầm chỗ sâu, giờ phút này lại là có mấy người đang yên lặng nhìn xem lưu long cũng tại hắn ánh mắt có chút phức tạp hơi khác thường tốt một cái đóng cửa đánh chó thỉnh quân nhập úng cái này thật đúng là có chút không dám tin lý hạo gia hỏa này thật nhát gan sao ta nhìn hắn là gan to bằng trời đây là người bình thường dám làm sự tình sao tiểu tử này lần này cần là sống đi xuống tương lai cũng là ngoan nhân a à, gầy yếu cột cờ ngô siêu cũng là thăm thảm cảm khái một tiếng béo lùn chắc nịch trần kiên cười ngây ngô có chút thu liễm. Tiểu tử này, thật hỏng, vân giao cùng liễu diễm hôm nay ngược lại là đều không có nói chuyện. Chỉ là yên lặng nhìn xem. Hồi lâu, Lưu Long nói khẽ, thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Một cái chảm thập cảnh, một cái mặc dù chưa đi đến nhập chảm thập, cũng là luyện qua người luyện võ. Xem ra bên kia thật không yếu, chỉ là hai cái theo dõi. Thế mà đều có chảm thập cảnh tồn tại. Chảm thập cảnh, nghe chẳng ra sao cả. Có thể Lưu Long biết, toàn bộ ngân thành, trăm vạn nhân khẩu, chảm thập cảnh võ sư cùng tinh quang sư, chỉ sợ cũng chưa tới trăm người, vạn người không được một, mà bây giờ, nơi này liền có một cái, chỉ là cái theo dõi, lý hạo, lần thứ nhất thực chiến, có thể đối phó hai người này sao, hai người này dù là bị hắn tính kế, có thể vừa nhìn liền biết không phải tân thủ, đều là kẻ ra đời, giờ khắc này, năm vị liệt ma tiểu đội người, nhao nhao quan chiến, mà giữa sân lý hạo được tiên cơ không nói hai lời tiếp tục đoạt công hổ phách hai tay hiện lên chảo không lưu tình chút nào đây không phải luận bàn lý hạo đem lần này trở thành lễ thành nhân của mình trở thành trảm thập cảnh hạ lễ cùng tấn cấp lễ hồng ảnh muốn giết ta vậy ta cũng không thể nằm các loại giết lão tử trước hết giết ngươi bên này hai cái lại nói cho dù là tiểu nhân vật cũng làm cho các ngươi ăn thua thiệt phốc phốc hai tay trực tiếp bắt bỏ vào chu hạ trong hai tay một chảo xuống dưới, cầm ra một khối lớn huyết nhục, huyết dịch tiêu xạ, Lý Hạo lại là nhe răng trợn mắt, giờ khắc này, lá lách huyết dịch bộc phát, giống như rất kích động, thế nhưng là, duy chỉ có ít một chút sợ sệt, lão tử sợ các ngươi, hồng ảnh tại lão tử trước mặt, người Lý Đại gia cũng dám ra tay độc ác, huống chi, các ngươi cũng là người, giống, hổ khiếu sơn lâm, tầng hầm trong nháy mắt hóa thành chiến trường, Lý Hạo lần đầu thực chiến chiến trường, mươi 32 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi rít lên một tiếng nhiếp hồn đoạt phách chu hạ màng nhĩ chấn động cảm giác màng nhĩ bị đánh xuyên vốn là bởi vì không có phòng bị rơi xuống hạ phong trong chớp nhoáng này lý hạo đằng không mà lên nhảy lên lăng không chiến đấu kiêng kỵ nhất lăng không đây là ngày đầu tiên trần kiên nói cho lý hạo nhưng mà tu luyện viên thuật lý hạo lại là luôn yêu thích lăng không cũng chính là bởi vì ngày thứ nhất giáo huấn bây giờ lý hạo lăng không phía dưới, hai chân lẫn nhau mượn lực, trong nháy mắt kéo lên đến trần nhà độ cao. Sau một khắc, hai chân đá đá, đá xoáy xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chu Hạ bị hắn lăng không đá bay, Lý Hạo không lo được truy sát, bên tai truyền đến một tiếng chói tai tiếng xé gió. Một cây chủy thủ, trong nháy mắt hướng hắn huyệt thái dương đâm tới, Lý Hạo trở tay một chảo, trong nháy mắt chộp chúng họ nguyên nữ nhân cổ tay. Giữa năm ngón tay bộc phát ra bén nhọn lực lượng, trong nháy mắt đâm vào đối phương cổ tay. Một tiếng gào thống khổ truyền ra, Lý Hạo tay phải trong nháy mắt nắm qua rơi xuống chỉ thủ. Không nói hai lời, tiếp nhận chỉ thủ, tay phải cầm dao găm, một đao hướng nữ nhân cổ tay đâm tới. Bịch một tiếng, kim loại tận xương, không phải im ắng, mà là một tiếng vang thật lớn. Nhân thể xương cốt cường độ rất lớn, mà cây chỉ thủ này cũng không phải bình thường vũ khí. Một đao đâm xuống, trực tiếp đem xương tay đâm xuyên. A, à, nữ nhân bén nhọn trói tai thống khổ tiếng hét thảm truyền đến. Lý Hạo giống như điếc, tay trái cầm một cái chế trụ cổ của đối phương, đẩy nữ nhân hướng trên vách tường hung hăng va chạm, oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Nữ nhân xương cốt không biết đụng gãy bao nhiêu cái, mà Lý Hạo rút ra trủy thủ, sau một khắc, lần nữa hung hăng một đao cắm vào đối phương bàn tay, đem nữ nhân tay phải trực tiếp đính tại trên vách tường. Lý Hạo, phía sau, Chu Hạ Lăng không bay ra, rơi xuống đất thổ huyết, gặp nữ nhân trong nháy mắt bị Lý Hạo đính tại trên vách tường. Phát ra tới thê lương tiếng gầm gừ, quá độc ác, cái này cùng hắn thu tập được tư liệu hoàn toàn khác biệt. Thiện lương, thuần phát, đơn thuần, trọng tình, ngượng ngùng, đây là hắn thu tập được trên tài liệu có quan hệ Lý Hạo miêu tả. Từ trước tới giờ không ít người trong miệng đạt được miêu tả. Cũng không phải là suy đoán lung tung, có Lý Hạo đồng học trong lúc vô tình nói có hắn hàng xóm tại trong cư xá bát quái, có tuần kiểm ti đồng liêu đối với hắn đánh giá. Nhưng mà, chưa từng có người nào nói qua, Lý Hạo là cái ra tay ngoan độc ngoan nhân. Cha cha, liễu diễm giờ phút này cũng là líu lưỡi, chó cắn người thường không sùa, Lý Hạo ra tay. Để nàng lão sát thủ này đều cảm thấy có chút ngoan độc. Đối diện nữ nhân kia mặc dù niên kỷ hơi lớn một chút. Có thể đó cũng là nữ nhân. Kết quả, Lý Hạo trực tiếp chụp gãy mất cổ tay của đối phương. Như thế vẫn chưa đủ, sợ đối phương đào thoát, trực tiếp đem đối phương bàn tay đính tại trên vách tường. Đây là lần thứ nhất thực chiến tân thủ, cái này mẹ nhà hắn ra tay so rất nhiều lão nhân đều muốn ngoan độc. Liệp Ma tiểu đội bên trong mấy người, đối với siêu năng giả ra tay đó là toàn lực ứng phó. Nhưng muốn nói thật gặp một cái ngay cả trảm thập cảnh cũng không vào nhập nữ nhân. Liền Trần Kiên cùng Ngô Siêu, bọn hắn chưa hẳn có thể hạ ngoan thủ như vậy, mà Lưu Long mấy người không rên một tiếng tiếp tục quan chiến đây là lý hạo lần thứ nhất thực chiến có lẽ là vậy giờ phút này kỳ thật lưu long bọn hắn đều nghi hoặc thật là sao tiểu tử này thật sự là lần thứ nhất thấy máu mẹ nhà hắn ra tay đen muốn chết thuần túy võ sư kỳ thật rất ít khi dùng binh khí dù là dùng binh khí cũng là dùng chính mình lý hạo ngược lại tốt cướp được đối phương chỉ thủ trực tiếp đều không có bất luận cái gì hàm hồ một đao liền đâm xuống dưới Chủy thủ, dù sao muốn so tay chân muốn sắc bén hơn. Một đao xuống dưới, nữ nhân kia bàn tay xem như phế đi. Cổ tay cũng gãy mất, coi như hậu kỳ không chết. Cái tay này cũng triệt để phế bỏ. Nữ nhân không phải chảm thập cảnh. Gặp lý hạo dạng này không nói đạo lý chảm thập cảnh. Đơn thuần từ trên lực lượng chính là bị nghiền ép kết quả. Không đề cập tới quan chiến mấy người tâm tư. Động thủ lý hạo, kỳ thật không quan tâm những chuyện đó. Hắn hiện tại liền nhớ kỹ một câu động thủ vậy liền mặc kệ bất cứ chuyện gì mặc kệ là đúng hay sai liền nhớ kỹ một điểm toàn trường chỉ có người đứng đây đây là viên thạc lúc trước dạy hắn viên thạc dạy hắn ngũ cầm thật thời điểm chính là nói như vậy người luyện võ nếu không không xuất thủ xuất thủ chính là tất sát không cần nói nhiều cái gì mặc kệ chính mình là đúng hay sai đánh trước đánh ngã tất cả địch nhân để bọn hắn không có lực phản kích lúc này nếu là không có đánh chết đối phương vậy liền có thể tâm sự, ai đúng ai sai, nếu không, cho địch nhân lưu thủ, chính là ngại chính mình mạng dài một chút, cho nên lúc này Lý Hạo, kỳ thật đều không có cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Một đao đem nữ nhân đính tại trên vách tường, sau một khắc, Lý Hạo như viên hầu leo lên, dùng cả tay chân, cơ hồ là trong chớp mắt, hắn lại là rơi xuống đất, lại là leo lên, trong nháy mắt vọt tới Chu Hạ trước mặt, Chu Hạ cũng là chảm thập cảnh, mà lại bàn về thực lực khả năng so Lý Hạo còn mạnh hơn một chút, chỉ là giờ phút này cánh tay hắn bị Lý Hạo bắt máu thịt be bét. Sau lưng bị Lý Hạo đánh lén đánh khả năng thận đều nát. Thực lực trượt rất nhiều, nhìn thấy Lý Hạo cấp tốc leo lên mà đến. Chu Hạ đại khùng, ở đây, hắn biết mình căn bản không có cách nào ra ngoài, dù là thắng Lý Hạo, cũng không có cách nào. Hắn lập tức hoảng sợ quát, không cần, ta có tình báo muốn nói, ầm, um, không trần chờ chút nào, không có chút gì do dự. Lý Hạo một cái hắc hổ đào tâm, một chảo cầm ra, Chu Hạ lòng rối loạn, người luống cuống, chỉ có thể hốt hoảng ngăn cản, hai tay che ngực, hai tay vừa duỗi ra, Lý Hạo ôm đồm ra, như mãnh hổ tấn công, ngũ chảo tách ra, hung hăng vồ xuống, phốc, bắt huyết nhục lần nữa băng liệt, Chu Hạ trên đầu mồ hôi lạnh rầm rầm toát ra, thống khổ, hắn đánh trả đứng lên, có chút chân tay co cóng, mà Lý Hạo vây quanh hắn điên cuồng đánh giết, Lý Hạo ngươi từ kỳ sắp tới, ta có cực kỳ trọng yếu tình báo nói cho ngươi, giống, lại là một tiếng hổ khiếu sơn lâm, thất khiếu chảy máu, chu hạ một hơi chuyển hướng, trực tiếp động tác trì trệ, Lý Hạo chỉ cảm thấy hắn thật là ngu, lão sư nói qua, người luyện võ, nội luyện một hơi, khẩu khí này, ở chỗ nhất cổ tác khí, ở chỗ khí công một thể, khí công này, nói chính là hô hấp chi khí cùng ngoại công hiệp đồng. Chu hạ giao thủ thời khắc, còn tại không ngừng nói chuyện, hắn cũng không phải cường giả, chỉ là cái chảm thập cảnh, nội ngoại công không tới nơi tới chốn, rất dễ dàng bị người nhằm vào cắt đứt. Đây chính là đỉnh cấp lão sư chỗ tốt, một vị đấu thiên võ sư truyền thừa xuống kinh nghiệm, mà Chu Hạ, căng hết cỡ có cái phá bách lão sư, nói không chừng phá bách đều không có, có lẽ lão sư của hắn cũng chỉ là chảm thập cảnh. Võ đạo, suy sụp, Lý Hạo Hống một tiếng này, vừa đúng, vừa vặn đánh gãy đối phương hồi khí để chu hạ một hơi nén trở về lập tức liền biệt xuất nội thương tay chân không quá hiệp đồng mượn cơ hội này lý hạo đột nhiên duỗi ra hai tay một thanh vây quanh ở chu hạ ôm giết két xương cốt đè ép âm thanh tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên lý hạo đề phòng đối phương chân phát công một cước hung hăng đạp xuống trực tiếp đem chu hạ bàn chân phải đập mạnh dày ra phá toái máu thịt be bét bàn chân bạch cốt đâm rách huyết nhục chu hạ đau điên cuồng giống to hô năm âm thanh hô hấp tầng hầm chỗ sâu năm người đều đang hô hấp đều đang hấp khí trần kiên nhìn xem lưu long nhìn nhìn lại liễu diễm có chút hơi khẩn trương thấp giọng nói hắn trước đó cùng chúng ta luận bàn là cố ý trang không hiểu a à, đây là lần thứ nhất thực chiến đi người mẹ nó tiểu tử này ra tay đứng lên thật hung ác thật đen mà lại cũng không phải là vô trương pháp trước tiên đem nữ nhân phế đi lại đối phó chu hạ Chu hạ cùng hắn đều là trảm thập cảnh, kết quả tại lý Hạo người mới này trong tay, cũng không lật lên bao lớn bọt nước, liền trước mắt tình huống này, có thể nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội lật bàn. Mà Lưu Long cũng không để ý cái này, mà là có chút ngưng trọng. Ngũ cầm thuật, sát phạt thủ đoạn nhiều như vậy, đúng thế, lý Hạo ngũ cầm thuật, mặc kệ là viên thuật hay là mặt khác ngũ cầm thuật, vừa ra tay, đó chính là chiêu chiêu chí mạng, móc tim, bắt nứt ôm giết hổ quyền dù sao tại lý hạo nhìn bên này đến ngũ cầm thuật cùng những người khác không giống nhau lắm mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tàn nhẫn không gì sánh được bình thường thật đúng là nhìn không ra hoặc là nói bình thường lý hạo có chút tay chân bị gò bó viên thạc ngũ cầm thuật lại cải biên rồi sát khí quá nặng đi những năm này viên thạc cải biến ngũ cầm tân thư tất cả mọi người cho là hắn tu thân dưỡng tính bình thường đánh ra tới cũng là chậm rãi Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lưu Long vị này phá Bách võ sư xem xét, thật sự là chiêu chiêu trí mạng, chuyên công địch nhân yếu hại, trái tim, cổ họng, hai mắt, hạ âm, lá lách, eo thận, những địa phương này mới là lý hạo chủ công khu vực. Cắm mắt, bắt hầu, móc háng, lý hạo đều không cố kỵ gì. Lưu Long càng xem, càng là kinh hãi, võ sư, kỳ thật trên bản chất còn không phải chủ công sát phạt. Cường thân kiện thể, cũng là võ sư theo đuổi một bộ phận tăng thêm hiện đại vũ khí nóng quật khởi võ sư rất nhiều sát chiêu đều cải biến mà lý hạo ngũ cầm thuật cảm giác trở về nguyên thủy liễu diễm cũng là sắp phá bách cường giả giờ phút này cũng là có chút ngưng mi ngũ cầm thuật năm loại cầm thú bản năng đi săn phương thức cầm thú cùng cầm thú ở giữa thường thường đều là ngươi chết ta sống chiến tranh đi săn thời điểm giết không được con mồi chính là mình chết đói hung tàn không gì sánh được nghe trò đùa trên thực tế lại là cực kỳ hung tàn võ công, chỉ là bình thường chúng ta nhìn thấy, tựa như là cắt xén phiên bản. Lý Hạo, giờ phút này cũng có chút trở về nguyên thủy hương vị. Đương nhiên, bởi vì hắn dù sao cũng là người mới, nhiều khi, bỏ qua một chút cơ hội, nếu là đổi thành lưu long, trước đó mấy lần xuất thủ, khả năng đã bẻ gãy chu hạ yết hầu, nhưng mà, Lý Hạo truyền thừa bắt nguồn từ một vị đỉnh cấp võ sư. Thật đúng là không phải chu hạ có thể so sánh được liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm lý hạo một vai đỉnh ra hai tay của hắn đầu tiên là vung ra chu hạ lại kéo về hắn một chút lúc này buông tay một vai đỉnh chúng chu hạ bộ ngực răng rác ngực xương sườn giờ khác này không biết đứt gãy bao nhiêu cái ầm chu hạ đập ầm ầm đến trên mặt đất trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra trong lúc nhất thời hít vào nhiều thở ra ít khả năng nội phủ đã bị trọng thương con mắt đều có chút vô thần mà lúc này Lý Hạo cũng không buông lòng. Hắn nhìn lướt qua, vội vàng lui lại. Sau một khắc, quay đầu liền chạy, trên nửa đường lăng không nhảy lên. Đằng không mà lên, không chung tới một lần cực kỳ xinh đẹp xoay tròn. Đùi phải hung hăng roi ra, vừa mới từ trên vách tường đem chính mình sắp phế bỏ tay phải gỡ xuống nữ nhân. Cũng không kịp tránh đi, bị Lý Hạo cái này một cái đá ngang trực tiếp quất trúng cổ. Kết một tiếng, tiếng xương nứt trước lên. Sau một khắc, mới là nữ nhân bị quất bay đập trúng sàn nhà thanh âm. Máu tươi, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, cho đến giờ phút này, song phương giao chiến không đến 3 phút. Chiến đấu kết thúc, hai người ngã xuống đất, máu tươi đầy tràn mặt đất, mà Lý Hạo, kịch liệt thở dốc, điều chỉnh hô hấp, nửa quỳ trên mặt đất, cảnh giác nhìn xem ngã xuống đất hai người, gặp hai người không cách nào bò lên. Lý Hạo lúc này giống như mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy cái kia đầy đất máu tươi nhìn nhìn lại nơi hẻo lánh chỗ đi ra mấy người bỗng nhiên một mặt trắng bệch giống như lúc này mới cảm nhận được nghĩ mà sợ một mặt nghĩ mà sợ cùng sợ hãi làm ta sợ muốn chết hai người này thật là lợi hại thật hung tàn nữ nhân này một đau kém chút đâm chúng ta huyệt thái dương lưu long nhìn xem hắn không nói gì liễu diễm có chút cổ quái miễn cưỡng cứng đờ cười tiểu hạo ngươi là chăm chú ngươi đang giả vờ lý hạo một mặt mờ mịt nhìn xem nàng đương nhiên chăm chú thật là đáng sợ thực chiến thật quá hung hiểm đối thủ trực tiếp lấy đao đâm người một cái sơ sẩy chính mình hơi chút chủ quan một chút chẳng phải bị người đâm chết rồi nhìn hắn bộ dáng kia tất cả mọi người rất mộng lý hạo tựa như là chăm chú thế nhưng là ngươi xem một chút hiện trường hai người bị ngươi đánh máu chảy đầy đất chu hạ xương ngực đứt gãy không biết bao nhiêu bàn chân bị vỡ nát gãy xương thận đều nát hai tay ngạnh sinh sinh bị Lý Hạo cầm ra bạch cốt. Nữ tử kia, cũng là thê thảm không gì sánh được, cổ khả năng đều bị đá gãy mất, bàn tay cũng phế đi, trên thân xương cốt cũng gãy mất một đống. Kết quả, ngươi ra hỏa này, nói ngươi rất sợ hãi, ngươi hay là cá nhân sao? Lưu Long không nói gì, cũng không để ý Lý Hạo có phải hay không trang, mà là trầm giọng nói, ngươi lần thứ nhất thực chiến. Đúng vậy a, à, Lý Hạo con gà con ăn gạo giống như gật đầu. Thở dốc nói thực chiến thật là đáng sợ. Ta trước kia chính là võ thuật kẻ yêu thích, mặc dù học được ngũ cầm thuật, nhưng ta cũng là vì rèn luyện thân thể, không nghĩ tới thực chiến đứng lên, sẽ như vậy hung hiểm. Võ thuật kẻ yêu thích, lần thứ nhất thực chiến, lưu long ánh mắt có chút cổ quái, vậy ngươi hạ thủ thời điểm, liền không có bất luận cái gì trần chờ không có chút gì do dự, lý hạo cái kia hạ thủ quả quyết, không giống như là lần thứ nhất thực chiến, quá mức thiết huyết đây là lão võ sư mới có thể có được phẩm chất hơn nữa còn là loại kinh nghiệm này qua sinh tử lão võ sư mới có thể làm ra lựa chọn không cần do dự trước đánh bại đối thủ trần chờ lý hạo nghĩ nghĩ lần này lắc đầu hắn thật không có hắn giải thích nói bởi vì ta biết bọn hắn là địch nhân cho nên sẽ không đồng tình bọn hắn mà lại lão sư ta dạy ta luyện võ thời điểm cũng đã nói ngày nào thật cùng người động thủ mặc kệ mặt khác Trước đánh ngã lại nói, càng là đối thủ lợi hại, càng là muốn ra tay độc ác, không phải vậy, xui xẻo khẳng định là chính mình. Tốt a, à, Lưu Long không nghĩ tới, Lý Hạo thật đúng là nghe lời. Viên Thạc nói như vậy, đó là bởi vì hắn giao thủ đối tượng, đều là cường giả, đều là sinh tử tất sát đối đầu. Lý Hạo ngược lại tốt, đương nhiên, hiện tại xem ra, có lẽ là chuyện tốt, cái này bị hắn xem như thái kê tiểu gia hỏa, lần thứ nhất thực chiến kết quả. Ngoài dự liệu tốt, một vị trảm thập cảnh, một vị tiếp cận trảm thập võ sư, hai người liên thủ, kết quả bị Lý Hạo đánh một trở tay không kịp, trực tiếp 3 phút kết thúc chiến đấu, hai người trọng thương ngã gục, mà Lý Hạo, nắm đấm phá, đúng vậy, ra tay quá ác, vừa vặn giống một quyền đánh tới chu hạ lộ ra ngoài mảnh xương bên trên, bị xương cốt đâm thủng trên nắm tay ra, hiện tại có chút đổ máu, trừ cái đó ra, giống như không có mặt khác đây là một vị mới vào trảm thập cảnh người mới chế tạo ra chiến quả. Lưu Long có thể nói, hắn thấy qua võ sư, cơ hồ không ai làm đến điểm này, dù là hắn. Lần thứ nhất tiến vào trảm thập cảnh thời điểm, cũng làm không được điểm này, hắn lần thứ nhất thực chiến. Đối thủ cũng là một vị trảm thập cảnh, kết quả kém chút không có bị địch nhân đánh chết, không phải hắn đánh chết đối thủ, là người ta kém chút đem hắn đánh chết. Huynh đệ, người lợi hại, Trần Kiên giơ ngón tay cái lên thật bội phục gia hỏa này nhìn gầy yếu hào hoa phong nhã có đôi khi bị liễu diễm trêu chọc sẽ còn thẹn thùng cứ như vậy một cái thẹn thùng tiểu lão đệ vừa mới tại trước mắt bọn hắn lần thứ nhất thực chiến đem hai cái võ sư đánh thành rách dưới người gầy ngô siêu cũng là một mặt nghĩ mà sợ may mắn trước ngươi cùng chúng ta luận bàn ra tay không có ác như vậy tiểu tử này nhất là chảo công vậy thì thật là một chảo một khối huyết nhục trần kiên còn tốt lực phòng ngự cường đại Hắn phòng ngự không thể được, bị Lý Hạo như thế vồ xuống đi, trên thân mấy lượng thịt sớm đã bị bắt hết. Lý Hạo có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, bọn hắn là người xấu, chúng ta là chính nghĩa, ta đối với người xấu xuất thủ, là mở rộng chính nghĩa, làm sao lại đối với người một nhà xuất thủ? Chính nghĩa, Lưu Long mấy người nao nao, nhao nhao nhìn về phía hắn. Liễu Diễm cười có chút không ngậm miệng được, cúi người bưng bít lấy ngực cười không ngừng lý hạo trước mắt lại là trắng bóng một mảnh hắn nhịn không được nhắc nhở một câu liễu tỉ người áo không có chụp nút thắt trong nháy mắt yên tĩnh trở lại liễu diễm lập tức đứng dậy một mặt rung động mà nhìn xem lý hạo nhịn không được duỗi ra ngón tay mắng ngươi còn là cái nam nhân sao lúc này ngươi thế mà lại nhắc nhở ta không có chụp nút thắt lý hạo một mặt vô tội thế nào không được sao lưu long mấy người liếc nhau cũng là từng cái nhịn cười không được dưới cảnh tượng như vậy mấy người lại là cười thoải mái ngay cả vân giao đều có chút buồn cười nói liễu đội phó xem ra người bộ này không phải người nào đều thích ăn thôi đi người có sao liễu diễm mặc dù kiêng kỵ vân giao có thể giờ phút này cũng là nhịn không được đánh trả một câu ta vui lòng người có ta tiền vốn sao vân giao trong nháy mắt an tĩnh nhìn liễu diễm ánh mắt không thích hợp ánh mắt kia giống như chuẩn bị tìm một cơ hội đem liễu diễm cho đánh nổ mà Lý Hạo, lại là mặc kệ bọn hắn. Hắn nhìn thoáng qua hai cái còn tại thổ huyết gia hòa. Nhịn không được nói, muốn bắt đứng lên hỏi một chút sao. Nhìn xem có cái gì tình báo. Vân Giao tỷ ngươi là bác sĩ, có thể xem bọn hắn sao. Đừng chết, vậy liền không tiện hỏi bảo. Ngươi thật là tâm đen. Liễu Diễm cười mắng một tiếng. Gia hỏa này, lúc này còn nhớ thương cái này. Thật giỏi, Lý Hạo gượng cười, giờ phút này cũng đứng lên. Thở ra, lần nữa phát biểu cảm khái. Thực chiến thật không giống với, thật kích thích, chủ yếu là trên tâm lý khẩn trương, vừa mới ta siêu cấp khẩn trương, đều hù chết, nhất là hai người, ta sợ bọn họ hai người tiền hậu giáp kích ta. Lão đại, gặp được loại tình huống này, người đồng dạng ứng đối như thế nào? Lưu Long nhìn xem hắn, không có lên tiếng, nói nhảm, người vừa mới không phải đã ứng đối sao, trước toàn lực đánh cho tàn phế một cái, sau đó lại đối phó một cái khác cái này không được sao còn muốn ứng đối như thế nào tiểu tử này hỏi cái này nói ngược lại là có chút thiếu gọt cảm giác lý hạo lại là thành tâm đặt câu hỏi lại nói lão đại còn có một chút lão sư ta cũng không có dạy ta chảo công cầm ra đi tổn thương tính kỳ thật không tính quá mạnh trên tay dính máu còn có chút ảnh hưởng phát huy máu thịt be bét huyết dịch còn dính về sau giao thủ còn có chút tay trượt lúc này nên làm cái gì Lý Hạo mang theo học sinh hỏi lão sư thái độ, rất có thành ý đặt câu hỏi, ta lúc này không rảnh lau lau tay, may mắn không dùng binh khí, không phải vậy trên binh khí dính máu, lại càng dễ tay trượt, lão đại, người đồng dạng làm sao bây giờ, toàn trường đều yên lặng, đây là một cái, đặc thù vấn đề, đặc thù đến, lưu long trong lúc nhất thời đều có chút thất thần, Lý Hạo ghét bỏ trảo công quá huyết tinh, không phải nhiều địch nhân thống khổ, thụ nhiều thương mà là ghét bỏ chảo công đem tay của mình làm bẩn. Tay trượt, huyết dịch sẽ để cho hắn cầm không được binh khí. Đây coi là thực chiến bên trên nghi hoặc sao. Cũng coi là đi, nhưng từ không có người. Giống như Lý Hạo hỏi đương nhiên. Hỏi không chút nào trột dạ. Hắn là thật muốn giải quyết vấn đề này. Vân Giao cũng nhịn không được hỏi. Lý Hạo, ngươi, không có chút nào cảm thấy trột dạ sao? Không phải nói đã làm sai chuyện trột dạ. Dưới tình huống bình thường. Lần thứ nhất thực chiến hơn nữa còn là loại tràng diện này, dù là võ sư. Nhiều ít vẫn là có chút trột dạ cùng cảm giác tội lỗi. Người không có sao, cái này lý hạo, có phải hay không trên tâm lý có vấn đề gì? Hoặc là trời sinh máu lạnh, lý hạo nghĩ nghĩ, mở miệng nói, không có cảm giác tội lỗi. Bởi vì ta ngay từ đầu liền biết bọn hắn là người xấu. Muốn giết ta người xấu. Về phần trột dạ, người nói loại cảm giác này, ngược lại là có một chút. Bất quá, cái này cùng ta đặt câu hỏi không quan hệ a à, lý hạo cũng là phiền muộn hắn là có chút hư cảm giác có thể các người ánh mắt gì nhìn như vậy ta làm cái gì mấy người này đều là lão giang hồ cần phải như vậy phải không lưu long mấy người không nói chuyện bọn hắn ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn chẳng qua là cảm thấy lý hạo gia hỏa này quả thực là trời sinh chiến đấu bại hoại có lẽ còn ẩn giấu đi một chút máu lạnh tính cách Lưu Long giờ phút này không suy nghĩ thêm nữa những này, mà là chăm chú giải hoặc nói. Người nói chảo công bắt đầy tay là máu. Dưới loại tình huống này, thứ nhất, thuận thế tại trên người địch nhân lau sạch sẽ. Thứ hai, có cơ hội ngay tại trên mặt đất ma sát một chút. Có đất địa phương càng tốt hơn. Thứ ba, tận lực tránh đi bắt những cái kia động mạch chủ. Nếu không phun ngươi một thân máu. Thứ tư, một tay lấy đối thủ bắt cái xuyên thấu. Rút trở về thời điểm lau sạch sẽ. Thứ năm, nhanh nhanh đến huyết dịch không có phun ra ngoài người liền bắt xong thu công những người khác lần nữa cổ quái nhìn xem lưu long khá lắm một cái xin hỏi một cái dám nói a à, lưu long thế mà còn một hơi cho hắn trở về năm cái phương án giải quyết mà lý hạo cũng là chăm chú lắng nghe hắn vẫn cảm thấy chính mình quá non nớt cùng những võ sư này lão tiền bối nhiều học tập là rất có cần thiết tỉ như lưu long nói thứ năm điểm liền rất tốt a à, tận lực nhanh nhanh đến một chảo cầm ra, sau đó thu hồi lại thời điểm, đối phương huyết dịch còn không có phun ra ngoài. Vậy là được rồi, nhanh đến cực hạn, vậy liền không cần lo lắng những vấn đề này. Nghĩ đến cái này, Lý Hạo lộ ra sùng bái ánh mắt, vẫn là đội trưởng có kinh nghiệm, mấy vị khác, trách không được đều không phải là phá bách, từng cái ánh mắt gì, cũng không biết cho mình giải hoặc, đội trưởng thực lực mạnh nhất, đó cũng là hẳn là, Lưu Long cũng là giở khóc giở cười hắn không có lại nói cái gì. Lý hạo gia hỏa này, thật là một cái hạt giống tốt. Đặt tại trước kia, lão võ sư nhận lấy loại này đồ đệ, cũng là vì dưỡng lão. Võ sư già, không đánh nổi, cưu nhân trả thù tới cửa. Liền cần lý hạo dạng này kẻ tàn nhẫn, ra tay đen, hung ác, độc, hết lần này tới lần khác chính hắn còn cảm thấy không có vấn đề. Quan môn đệ tử, giờ khác này, lưu long mơ hồ minh bạch, viên thạc dậy thế nào? Tên kia, hai năm trước tự thân dạy dỗ, chính là coi Lý Hạo là quan môn đệ tử đến dậy Trong lúc lơ đãng, liền toát ra rất nhiều viên thạc quan niệm của mình, Lý Hạo võ đạo vỡ lòng, đều là viên thạc lúc hướng dẫn, cho nên, gia hỏa này trưởng thành, hay là nhận lấy viên thạc cực lớn ảnh hưởng, viên thạc lão gia hỏa kia, ra tay cũng hung ác, bằng không, cũng sẽ không kết thù nhiều như vậy. Không nói những thứ này, trước thẩm thẩm hai tên này. Vân Giao, đi cầm máu, đừng chết thật tuy nói chỉ là hai cái tiểu nhân vật, chưa hẳn biết bao nhiêu, thế nhưng hứa có ngoại ý muốn thu hoạch đâu. Lưu Long dặn dò một câu, hiện tại hiển nhiên là rất khó thẩm vấn, phải đợi hai người này sống lại, mà Lý Hạo, lúc này lại là tại nhặt lên trên đất cờ thường, vừa mới hai người đưa tới thời điểm, đánh nhau thời điểm rớt xuống đất, Liễu Diễm thấy thế, mở miệng nói, còn làm đồ chơi kia làm gì, ra ngoài phủ lên, Lý Hạo cười ha hả, tỷ đây chính là ta lần thứ nhất nhận được cờ thường, rất có kỷ niệm ý nghĩa, lại nói, hai người này quang minh chính đại đưa tới, ta không đi ra phủ lên không tốt, ta đợi chút nữa liền nói hai người bọn hắn đi cửa sau rời đi. Ta đi đem cờ thưởng phủ lên, trong nháy mắt an tĩnh, đang giúp lấy cầm máu vân dao, nhìn thấy chu hạ mở to hai mắt nhìn, một hơi giống như thở không được muốn treo, lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng, gia súc, lý hạo chính là gia súc lúc này, hắn lại để cho ra ngoài treo cờ thường. Đổi thành chính mình là nam nhân này, mình cũng phải tươi sống tức chết. Mà Lý Hạo, không biết những người khác tâm tư, cũng không quan tâm, hắn đắc ý cầm cờ thường, càng xem càng là hài lòng, lấy giúp người làm niềm vui, ý chí đại ái, tặng, tuần kiểm ti tuần kiểm Lý Hạo Lý Hạo nhìn một hồi. Càng xem càng đẹp, viết coi như không tệ, ý chí đại ái, lão đại, tỷ, vậy ta trước đưa cờ thưởng về phòng cơ yếu chờ ta từ phòng cơ yếu điều chỉnh lại, ta đem cờ thưởng lại mang về nhân sinh bên trong lần thứ nhất thu đến dạng này cờ thường Lý Hạo đắc ý đều không nỡ vứt bỏ lấy trước về phòng cơ yếu sau đó lại mang về các ngươi từ từ thẩm ta đi trước Lý Hạo nói xong cầm cờ thường khẽ hát thật vui vẻ rời đi lúc này giống như thật là một vị người mới tuần kiểm nhận được quần chúng khen ngợi cờ thường loại cảm giác tự hào kia loại cảm giác vui sướng kia tầng hầm, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều là không nói gì. Hồi lâu, ngô siêu buồn bã nói, chư vị, gia hỏa này, có phải hay không có chút, biến thái, ngươi phải biết, ngươi lấy đi cờ thường, là ai đưa tới, mà người đưa cờ thường, hiện tại là cái gì hạ tràng khá lắm, ngươi thật là có mặt đem cờ thường mang về, còn muốn đường hoàng treo lên, thảo, đơn giản có chút không phản bác được cũng thật sâu bội phục lý hạo trái tim lớn cái này người treo lên không cảm thấy màu đỏ cơ thường tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ sao lưu long muốn nói lại thôi nửa ngày dầu dĩ nói theo hắn còn có thể nói cái gì không lời nào để nói đương nhiên trận chiến ngày hôm nay lưu long biết một chút trong đội ngũ những người khác tiếp nhận lý hạo không còn là trong mắt mọi người mồi nhừ duy nhất một lần đạo cụ đánh xì dầu cản trở Trước đó, bất kể là ai, bao quát hắn Lưu Long, kỳ thật đều cảm thấy như vậy, nhưng vừa vặn lý Hạo trận chiến kia, để đám người bỗng nhiên ý thức được, gia hỏa này, thật đúng là không phải người qua đường giáp, hắn nếu là có thể sống sót, tương lai tuyệt đối so với Lưu Long còn muốn đáng sợ. Giờ phút này, mấy vị liệt ma đội viên mới có hơi thật coi lý Hạo là thành đồng đội ý tứ. Mà hết thảy này, lý Hạo khả năng căn bản không rõ. Chương 33 người thiện lương vận khí tốt, Lý Hạo nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, tiến nhập phòng cơ yếu, tâm tình không tệ, nhìn thấy Vương Minh, tâm tình tốt hơn rồi, Tiểu Minh tới, Vương Minh ngay tại ghi vào hồ sơ, nghe được cái này đặc thù xương hô, có chút cứng ngắc, hay là rất nhanh hô, Hạo ca tới, hôm nay lại đi đội chấp pháp rồi, ừm, Lý Hạo nói, cố ý triển lộ một chút trong tay cờ thưởng, đây là tuần kiểm mới vinh quang. Dù là Lý Hạo ngày bình thường trung thực điệu thấp. Có thể giờ phút này cũng không nhịn được cầm cờ thưởng khoe khoang một chút. Nhìn xem, có người đưa ta cờ thưởng, Vương Minh quả nhiên bị hấp dẫn chú ý, mang theo một chút hiếu kỳ. Cờ thưởng, đưa Hạo ca ngươi, ừm, chuyện nhỏ, chủ yếu là người ta quá khách khí, nhất định phải cho ta đưa cờ thưởng. Lý Hạo ra vẻ vô tình trả lời một câu, tiếp lấy lại cười ha ha nói, "Đương nhiên, tiểu Minh ngươi sớm muộn cũng sẽ có." lúc này phòng cơ yếu những người khác cũng bị hấp dẫn lực chú ý nhao nhao hướng lý hạo nhìn tới chờ nhìn thấy trong tay hắn cờ thường cũng là từng cái bát quái hỏi thăm về xảy ra chuyện gì lý hạo tự nhiên là thành thật khai báo không làm gì chính là giúp người sửa xe mà thôi đều là nói thật về phần người ta đưa cờ thường tới đằng sau xảy ra chuyện gì ai để ý cái này phòng cơ yếu náo nhiệt một trận lý hạo phủ lên cờ thường lúc này mới tọa hạ nghĩ tới điều gì? Hỏi, Tiểu Minh, ngươi không phải nói ngươi hôm nay tới chậm điểm, trong nhà ngươi trưởng bối tới sao? Trước đó ăn cơm, gia hỏa này bảo hôm nay trong nhà đến trưởng bối. Đến rồi, sáng sớm ta trễ tới một giờ. Hạo ca không tại, cho nên không biết, Lý Hạo gật gật đầu. Đến rồi, tuần dạ nhân cường giả hay là thật trưởng bối? Lý Hạo cười chất phác, nếu không chúng ta tan việc vấn an một chút, để cho ngươi trưởng bối biết. Ở đây, chúng ta mang ngươi người cam đoan thuận lợi vô cùng thế thì không cần vương minh cự tuyệt khách khí nói ta người trưởng bối kia không quá ưa thích tiếp xúc với người khác có chút lạ đam mê đã hiểu tuyệt đối tuần dạ nhân bằng không cũng không cần một mực trưởng bối trưởng bối nói là cha chính là cha là mẹ chính là mẹ lý hạo cũng không còn thăm dò nói nhiều rồi dễ dàng gây nên hoài nghi mà vương minh lại là muốn chủ động cùng lý hạo nhiều tâm sự giảm thấp thanh âm nói Hạo ca tiếp xuống hai ngày, ngân thành giống như có mưa, chúng ta vừa vặn nghỉ, người có sắp xếp gì không? Hôm nay số 16, số 18 ngân thành có mưa, mà số 18 cùng số 19 hai ngày, Lý Hạo bọn hắn sẽ nghỉ ngơi. Người có sắp xếp, Lý Hạo giống như có chút hiếu kỳ, hỏi, người vừa tới, cũng biết ngân thành nơi nào có chơi vui, nếu không người nói địa phương, ta xem một chút tình huống, có thể hay không đi qua, đi leo núi thế nào vương minh một mặt mong đợi nói ngân thành vùng ngoại ô không phải có tòa thiên vương sơn sao nghe nói rất là hùng vĩ đồ sộ chúng ta lên núi chơi đùa leo núi vùng ngoại ô lý hạo như có điều suy nghĩ một bên trần na có chút ghét bỏ nói leo núi có gì vui rừng núi hoang vắng hơn nữa còn trời mưa chỗ tránh mưa đều không có nếu không đi ca hát ăn cơm vương minh cười khan một tiếng na tỉ chúng ta nam không thích ca hát leo núi còn có thể rèn luyện thân thể mà lại trên núi cũng có rừng chân địa phương ban đêm mệt mỏi còn có thể ngủ lại trên núi nhìn xem mặt trời mọc đêm mưa thiên vương sơn có lẽ càng mỹ lệ hơn trần na xin miễn thứ cho kẻ bất tài quên đi thôi nàng mới không muốn leo núi mệt chết người không nói còn không có bất cứ ý nghĩa gì mà lý hạo cấp tốc phán đoán một chút vương minh để cho mình leo núi có phải hay không cũng nghĩ tìm tuần dạ nhân thích hợp phục kích địa phương. Thiên Vương Sơn người ở thưa thớt, trời mưa xuống lại càng không có người đi, ngược lại là phù hợp tuần dạ nhân tâm tư. Tại đó cùng Hồng Ảnh một phương giao chiến, đối với ngân thành sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Dù sao cũng là phía quan phương tổ chức, chính nghĩa trật tự, điểm này dù là tuần dạ nhân vấn đề rất nhiều. Vẫn như cũ không cải biến được tuần dạ nhân là người bình thường lớn nhất bảo hộ tổ chức sự thật. Cho nên tuần dạ nhân bao quát liệp ma tiểu đội, kỳ thật đều hy vọng đem giao chiến địa điểm định tại vùng ngoại ô mà không phải trong thành. Siêu năng giả giao thủ, một cái sơ sẩy, liền có thể gây nên đại quy mô người bình thường mất mạng. Thiên Vương Sơn, Lý Hạo suy tư một chút, liệp ma tiểu đội quyết định địa điểm không ở đó. Mặc dù cũng là tại vùng ngoại ô, có thể liệp ma tiểu đội càng ỉ vào vũ khí nóng có thể thấy hiệu quả. Cho nên cần đất bình nguyên, mà không phải trên núi trên núi không tốt chôn thuốc nổ cái gì nhìn nhìn lại đi lý hạo không có vội vã cự tuyệt hỏi một chút lưu long bọn hắn lại nói vương minh còn muốn nói tiếp có thể thấy được lý hạo cúi đầu công tác đành phải không còn cưỡng cầu trong lòng lại là có chút nóng này lý hạo một mực lưu tại trong thành không thể được gia hỏa này chính là đối phương mục tiêu kế tiếp tuần dạ nhân lần này tới một vị đại lão cấp nhân vật đối với ngân thành bát đại gia kỳ thật tương đương coi trọng Vương Minh biết đến không tính quá nhiều, mơ hồ biết một ít gì đó, cái này ngân thành bát đại gia, trước đó người coi trọng ít, có thể gần nhất giống như lĩnh vực siêu năng phát sinh chút gì. Khả năng cùng cái này không biết tên bát đại gia có chút quan hệ. Cho nên lần này, tuần dạ nhân đại lão cấp nhân vật đến, một mặt là vì giải quyết phiền phức, một phương diện cũng là hy vọng có thể nhìn xem Lý gia kiếm đến cùng dạng gì. Đương nhiên, hắn biết Lý Hạo cùng Liệp Ma tiểu đội có hợp tác suy tính một phen có lẽ lý hạo còn phải nghe liệp ma tiểu đội an bài bởi như vậy chỉ có thể để vị đại nhân vật kia cân nhắc an bài như thế nào phòng cơ yếu buổi sáng rất an tĩnh trừ lý hạo thu được cơ thường để mọi người bàn tán sôi nổi một trận rất nhanh mọi người nên nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm nên uống trà xem báo liền uống trà xem báo không ai để ý chu hạ hai người kia hành tung tại tất cả mọi người nghĩ đến đưa xong cơ thường người ta tự nhiên là đi, ai sẽ lưu lại, chẳng lẽ chờ lấy tuần kiểm ti mời ăn cơm, mà cùng một thời gian, tuần kiểm ti bên ngoài, một vị lão nhân, lơ đãng đồng dạng, chậm rãi từ tuần kiểm ti cửa ra vào đi qua, một đường hướng phía trước, đi một hồi, một cỗ xe nhỏ màu đen dừng lại ở đây, ngân 7219, lão nhân hướng trong xe liếc qua, phảng phất vô ý, rất nhanh, tự nhiên rời đi, trong xe không người. Mà chiếc xe này, tại nơi này dừng lại mấy giờ? Đi một hồi, lão nhân tiến nhập một cái cái hẻm nhỏ. Thời gian làm việc, cũng không có mấy người ở bên ngoài đi dạo. Trong hẻm nhỏ rất an tĩnh. Lão nhân vừa đi, một bên chậm rãi nói ra. Người không tại, sau khi đi vào liền không có tin tức. Một lát sau, tóc muối tiêu phía dưới. Giấu ở bên tai trong tai nghe truyền đến một tiếng u lãnh giọng nam. Người về tới trước, chu hạ sẽ không tùy tiện đi vào mà lại sau khi đi vào, phảng phất liền mất tích, tuần kiểm ti bên kia cũng không có cái gì tình báo truyền đến. Rất hiển nhiên, nếu không hai người bọn hắn lẩn trốn, nếu không phải là, bị âm thầm bắt được, bắt bọn hắn, khả năng chính là liệp ma tiểu đội, không phải đội chấp pháp, nếu không, bao nhiêu đều có chút tin tức truyền về, về phần chu hạ vì sao đi vào, nghe nói là vì cho Lý Hạo đưa cờ thường, thật mẹ nhà hắn thao đản. Cùng Lý Hạo có quan hệ sao? hẳn không có, bởi vì căn cứ nhận được tình báo. Lý Hạo còn mừng khấp khởi cầm cơ thường, về tới phòng cơ yếu đi khoe khoang, một cái tuần kiểm mới, thật muốn chu hạ bọn hắn bị bắt sự tình, cùng người này có quan hệ, nào có lớn như vậy trái tim, còn cầm cơ thường đi khoe khoang, cho nên việc này phát sinh, đối phương trước tiên loại bỏ cùng Lý Hạo có quan hệ, có thể là bị lưu long bọn hắn phát hiện, trực tiếp âm thầm bắt được chu hạ bọn hắn, chu hạ ngu xuẩn này lão nhân bên tai vang lên lần nữa một tiếng tiếng mắng mắng chu hạ ngu xuẩn ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm chạy tới cho lý hạo đưa cơ thường đây không phải dê vào miệng cọp sao thật sự cho rằng lưu long bọn hắn sẽ không ra tay được rồi bắt liền bắt hai tên kia cũng không biết cái gì chỉ là đáng tiếc chu hạ ngu xuẩn này lúc đầu nhiệm vụ lần này hoàn thành hắn sẽ bị triệu hồi tiến hành dẫn năng nghi thức rất có hy vọng bước vào siêu năng một vị chảm thập cảnh các đại tổ chức siêu năng kỳ thật đều là tương đương để ý lần này cho chu hạ nhiệm vụ không khó chỉ là để hắn lập công mà thôi lập công đằng sau mới có đầy đủ công lao cùng lý do tiến hành dẫn năng trở thành siêu năng giả rất có hy vọng trực tiếp bước vào nguyệt minh hiện tại hết thảy thành rỗng chỉ có thể nói chu hạ tự mình tìm đường chết lão nhân cũng không hồi phục cái gì càng chạy càng nhanh thân ảnh dần dần biến mất tại trong hẻm nhỏ nếu xác định Chu Hạ bị bắt, vậy liền không cần hắn làm gì nữa. Tuần kiểm ti, Lý Hạo mặc dù bây giờ sắp bị điều đi, nhưng vẫn là nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Buổi chiều, giúp xong trong tay sự tình, trên bàn hắn máy riêng vang lên, Liễu Diễm đánh tới, để hắn đi đội chấp pháp một chuyến. Lý Hạo cùng Trần Na Vương Minh nói một tiếng, tại Trần Na ánh mắt hâm mộ dưới, Vương Minh ánh mắt hiếu kỳ dưới, một mình rời đi, hướng đội chấp pháp bên kia đi đến, tầng hầm huyết dịch đã bị thanh lý đi không thấy được chu hạ cùng cái kia họ nguyên nữ nhân không biết chết hay là còn sống lý hạo không quan tâm cái này có đôi khi lý hạo đối với sinh tử nhìn kỳ thật rất nhạt người cô đơn bằng hữu chết rồi phụ mẫu chết rồi nhìn hồ sơ vụ án vô số không có không chết người nhìn nhiều như vậy đã thấy nhiều tâm cũng liền phai nhạt tầng hầm có cái phòng họp nhỏ giờ phút này lưu long liễu diễm hai người đều tại những người khác không biết đi đâu không nhìn thấy chờ lý hạo vào cửa lưu long ra hiệu hắn ngồi xuống lý hạo ngoan ngoãn nhập tọa mà bên cạnh liễu diễm cho đến lúc này cũng còn hơi khác thường nhìn thoáng qua lý hạo ánh mắt dị dạng nói trở về làm việc có muốn hay không đến cái gì buồn nôn sự tình lý hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái gì buồn nôn sự tình liễu diễm đành phải lại nói không có nghĩ mà sợ sao ừm lý hạo thật sự có chút cổ quái Nghĩ mà sợ, vì cái gì? Không phải đều đánh xong sao? Tại sao muốn nghĩ mà sợ? Liễu Diễm nhìn hắn ánh mắt này có chút mỏi lòng. Có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này tuyệt đối là thật biến thái. Hắn thế mà thật như không có việc gì đi về làm việc. Lần thứ nhất thực chiến, ai không phải dư vị rất lâu? Vô luận thắng hay thua, vô luận có hay không giết người, thậm chí không gặp máu, đều đáng giá ngươi dư vị vô tận. Thế nhưng là, Lý Hạo đâu? hắn thật trở về làm việc, giống như sự tình cứ như vậy đi qua. Tiểu hạo hạo, người liền một chút không có nghĩ, lý hạo suy tư một chút, mở miệng nói, suy nghĩ, tỷ ta cũng không phải không tim không phổi, ta lúc trở về liền suy nghĩ, cái kia chu hạ là chảm thập cảnh võ sư, trên người hắn có cái gì bí tịch võ công loại hình, có hay không thần bí năng, còn có, võ sư chết rồi, có thể hay không cùng siêu năng giả một dạng, tước đoạt thần bí năng gì đi ra coi như không có vậy võ sư cũng có nội kinh có thể tháo rời ra sao thảo liễu diễm lúc này phát hiện tiểu tử này thật biến thái nàng nhịn không được thấp giọng mắng tử biến thái máu lạnh ra hỏa. lý hạo vô tội không được thế nào a à? hắn thấy liệt ma tiểu đội nhân tài không bình thường đây không phải người bình thường đều sẽ suy nghĩ sự tình sao giết người phóng hỏa đai vàng mình giết một cái chảm thập cảnh hỏi một chút có hay không chỗ tốt có thể cầm cái này có vấn đề sao lưu long cũng là im lặng đánh gãy hai người đối thoại trầm giọng nói tốt không nói trước những này nói một chút ta vừa mới lấy được một chút tình báo lý hạo ngươi là người trong cuộc cho nên lần này chỉ làm cho ngươi đến dự thính một chút lý hạo ngoan ngoãn gật đầu ngươi đánh chết cái kia chu hạ lý hạo nhấc tay như bạn học sinh vội vàng phản bác ta không có đánh chết hắn lưu long lạnh lùng nói ngươi vỡ vụn bàn chân của hắn đánh xuyên xương ngực của hắn đá nát hắn thận phá vỡ hắn tì nếu không phải võ sư sinh mệnh lực càng cường đại một chút tại chỗ liền chết coi như như vậy hậu kỳ cũng không có cứu trở về cho nên chu hạ thật đã chết rồi lý hạo có chút giật mình thần bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh không nói gì chết thì chết hắn dù sao không có tự tay đánh chết đối phương đối phương là đang tra hỏi thời điểm chết không chết ở trước mắt mình lý hạo coi như không biết lần thứ nhất xuất thủ, liền đánh chết một vị trảm thập cảnh võ sư. Lý Hạo Kỳ thật vẫn là có chút để ý, chỉ là nghĩ đến đối phương là người xấu. Lý Hạo rất yên tâm thoải mái, làm tuần kiểm, trừng ác dương thiện, đánh giết phần tử phạm tội. Đây là huấn luyện thời điểm, tuần kiểm ti cũng đề sướng. Tại tội phạm phản kháng tình huống dưới, có năng lực thương tổn tới mình tình huống dưới, tuần kiểm ti cũng đề nghị trực tiếp đánh chết tội phạm. Đã như vậy, vậy không có gì có thể nói. Lưu Long cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, Chu Hạ, 40 tuổi, Diệu Quang Thành võ sư. Diệu Quang Thành, Ngân Nguyệt Hành tỉnh đệ nhị Đại Thành, gần với Bạch Nguyệt Thành, nhân khẩu ngàn vạn, so Ngân Thành phồn hoa gấp 10 lần. 21 tuổi tập võ, sư theo Diệu Quang Thành một vị phá bách võ sư. Lão sư hắn 10 năm trước liền đã qua đời. Chu Hạ thì là tại 32 tuổi bước vào trảm thập cảnh. Đằng sau 8 năm, không tiến thêm, một năm trước, Chu Hạ gia nhập một cái cùng siêu năng giả có liên quan tổ chức bên ngoài. Tổ chức này gọi Quỷ Diện, Quỷ Diện người phụ trách là một vị phá bách võ sư, cũng không phải là siêu năng giả. Chu Hạ cùng Nguyên Hiểu đều là thành viên của cái tổ chức này. Siêu năng giả cấp dưới tổ chức, Lý Hạo như có điều suy nghĩ, mà Lưu Long thì là trầm giọng nói, siêu năng giả tổ chức không ít, nhưng là để một vị phá bách võ sư mở tổ chức bên ngoài. Hoàn Chiêu ôm một nhóm võ sư, chảm thập cảnh không ít, dạng này tổ chức siêu năng, tuyệt đối không kém, ngươi phải biết, vô lợi không dậy sớm. Đối với võ sư mà nói, trừ phi tấn cấp, nếu không, rất khó thu mua bọn hắn, để bọn hắn cam tâm bán mạng, càng là khó càng thêm khó, mà tổ chức này lại là vì những này chảm thập cảnh võ sư. Cung cấp đại lượng thần bí năng, nếu là không cách nào đột phá, trở thành siêu năng giả, cũng có thể tấn cấp phá bách, ngươi phải biết, dù là tuần dạ nhân cũng sẽ không đem thần bí năng dùng linh tinh lý hạo khẽ nhíu mày lão đại ý là tổ chức này tài lực hùng hậu khả năng quy mô rất lớn thực lực cực mạnh đúng lưu long gật gật đầu nhìn lý hạo một chút tiếp tục nói còn có chỉ là một cái tổ chức bên ngoài liền có phá bách võ sư bây giờ thời đại này phá bách võ sư kỳ thật không tính nhiều lắm đương nhiên diệu quang thành nhiều hơn một chút có thể một vị phá bách cũng là khó gặp võ đạo cường giả Cam tâm làm người bán mạng cũng không đơn giản, Lý Hạo lần nữa gật đầu. Lưu Long tiếp tục nói, theo chu hạ chỗ bàn giao, hắn cùng nguyên hiểu nhiệm vụ, chỉ là theo dõi ngươi, không để cho ngươi thoát ly ngân thành, nhiệm vụ rất đơn giản, cũng không phải là mấu chốt nhân vật. Lý Hạo lần nữa gật đầu. Lưu Long bỗng nhiên nói, ở trong đó có một vấn đề, ngươi có thể nghe được sao? Vấn đề gì? Lý Hạo hồi tưởng một chút, phân tích một trận, nghĩ tới điều gì? nói khẽ lão đại là nói tổ chức này rất mạnh cho nên mới người rất mạnh cái này chúng ta sớm có suy đoán hẳn không phải là mấu chốt nhìn nhìn lại lưu long giống như nghĩ tới điều gì lý hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích nói đối phương có tổ chức bên ngoài nói cách khác không phải đơn thuần siêu năng giả tổ chức cũng không có loại kia đối với người bình thường hoàn toàn không coi trọng nhìn xuống cảm giác mà lại phá bách võ sư nếu là ở trên địa phương dưới tình huống bình thường cũng sẽ không quá nghèo khó, hoặc là địa vị quá thấp, nếu không liền cùng lão đại một dạng, là tuần kiểm ti đầu lĩnh, vũ khí nóng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái này, lưu long bọn hắn bản thổ tác chiến, kỳ thật vẫn là có một bộ phận dựa vào vũ khí nóng cường đại, mới có thể không ngừng đánh giết siêu năng giả, nói như vậy, tổ chức này khả năng cũng có vũ khí nóng, lưu long gật gật đầu, không chỉ như vậy, đối phương võ sư thậm chí khả năng đi qua tuần dạ nhân bên kia, vũ khí nóng là một chút. Thứ hai, khả năng nắm giữ chúng ta Liệp Ma tiểu đội tất cả tình báo. Cho nên, chúng ta trong mắt bọn hắn, cơ hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Liễu Diễm nói tiếp, thứ ba, tại người bình thường lĩnh vực có cái tổ chức, năng lực tình báo sẽ không quá kém. Người lão sư Viên Thạc khả năng cũng tại lo nghĩ của bọn hắn ở trong. Bao quát ngân thành hai vị tuần dạ nhân, hai vị nguyệt minh cấp độ tuần dạ nhân hẳn là đều tại bọn hắn xê ân nhắc ở trong. Liễu Diễm cũng có chút ngưng trọng, kể từ đó, lấy bọn hắn cẩn thận, bố cục hơn 10 năm, vậy ít nhất sẽ an bài có thể so với hai vị phá bách. Hai vị nguyệt minh cấp độ tập kích năng lực, tăng thêm chúng ta, đối phương ít nhất chuẩn bị 5 vị nguyệt minh cùng phá bách cấp độ cường giả đến đây đối phó ngươi. Cái này, liền vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. Liễu Diễm lại nói, nếu là đến một vị nhật diệu cấp siêu năng giả, kỳ thật còn tốt một chút sợ là sợ tới phần lớn đều là nguyệt minh cùng phá bách nhật diệu cấp độ cường giả một thân một mình cứ việc đơn đả độc đấu rất mạnh khả năng làm sự tình có hạn chúng ta bây giờ lo lắng đối phương tập kích vào cái ngày đó sẽ chia binh dùng một nhóm người kiềm chế chúng ta lại đơn độc đối phó ngươi lý hạo không có lên tiếng cái này hoàn toàn chính xác rất phiền phức lưu long nhìn lý hạo một chút mở miệng nói cho nên ta có một ý tưởng Lý ra kiếm tại trên tay ngươi, đối phương khả năng cần mệnh của ngươi cũng cần kiếm. Chúng ta tốt nhất có thể tách ra. Ngươi nếu lại yên tâm, đem thanh kiếm kia giao cho ta đảm bảo. Kể từ đó, đối phương sẽ không toàn lực đối phó ngươi một người. Coi như thật tách ra chúng ta, người bên kia nhận áp lực cũng sẽ tương đối giảm bớt rất nhiều. Đúng vậy, hắn mục đích chủ yếu vẫn là hy vọng Lý Hạo có thể đem kiếm giao cho hắn. Lý Hạo theo bọn hắn nghĩ, chỉ là người bình thường. Nếu như kiếm cùng với Lý Hạo, vậy khẳng định sẽ gặp công kích mạnh nhất, chỉ khi nào kiếm không trên người Lý Hạo, Lý Hạo coi như bị tách ra, khả năng sẽ chỉ gặp kém một bậc tập kích, mà Lý Hạo đã là Trảm Thập Cảnh, điểm này ngược lại là bí mật, đối phương một khi khinh thị Lý Hạo, chỉ là phái ra đồng đẳng với Trảm Thập Cảnh ra hỏa đối phó Lý Hạo. Đến lúc đó có thể sẽ cho bọn hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhưng mà, Lý gia kiếm, Lý Hạo yên tâm giao cho ngoại nhân sao? Lưu Long suy tư, bởi vì dạng này rất dễ dàng để Lý Hạo cảm thấy. Chính mình là đang đánh hắn bảo vật ra truyền chú ý cho ngươi. Vừa nghĩ tới, Lý Hạo thanh kiếm móc ra, đặt ở trên mặt bàn, Lưu Long hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo một mặt ngây thơ dáng tươi cười, "Ta không tin lão đại còn có thể tin tưởng ai, nếu gia nhập tiểu đội, vậy ta chính là một thành viên trong đó. Lão đại tâm tư ta minh bạch, cũng là vì an toàn của ta." ta hẳn là đội ơn, mà không phải hoài nghi gì, một thanh kiếm mà thôi, có lẽ là bảo vật, có lẽ không đáng một đồng, nhưng ta hiện tại lại không biện pháp lợi dụng, lưu tại trên thân chính là tai họa, lão đại cầm, ngược lại tiếp nhận càng lớn phong hiểm, lời này vừa ra, nói lưu long đều có chút cảm động, lưu long nhìn xem trên bàn kiếm, trong lúc mơ hồ cảm nhận được thần bí năng chập trung, thanh kiếm kia, xem xét bề ngoài liền biết có chút bất phàm, thần bí năng ba động cũng làm cho người cảm giác không tầm thường dạng này kiếm lý hạo nói lấy ra liền lấy ra đến rồi giờ khác này lưu long thậm chí đều đang nghĩ để lý hạo làm mồi nhử có phải hay không không thích hợp rất xin lỗi ra hỏa này đương nhiên rất nhanh ý nghĩ như vậy ép xuống lý hạo nhất định phải làm mồi nhử đây là chuyện không có cách nào khác lý hạo giờ phút này lưu long không nhiều lời cái gì chỉ là ngữ khí trịnh trọng nói yên tâm ta sống Người tại kiếm tại, mặt khác, nhiệm vụ lần này kết thúc, nếu là chúng ta đều đã chết, ngươi còn sống, Liệp Ma tiểu đội bên trong hết thảy đều thuộc về thuộc về ngươi. Khá lắm, Lý Hạo âm thầm líu lưỡi, đây chính là của ta. Ta lập tức liền đánh vào Liệp Ma tiểu đội Hạch Tâm. Lão Lưu làm sao như thế cảm tính đâu? Lý Hạo cảm thấy mình hay là cá nhân tương đương lý tính. Có thể Lưu Long cũng quá cảm tính đi, ngay cả người tại kiếm ở đây nói hết ra. Lão đại chúng ta có thể thắng. Chính nghĩa tất thắng, Lý Hạo cho hắn phỉnh lên kình, mà Lưu Long cũng không nói cái gì. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một bản phát vàng thư tịch. Tùy ý ném cho Lý Hạo, chính mình lấy về nhìn xem, có lẽ có dùng, không có tác dụng coi như lúc rảnh rỗi sách giải trí nhìn xem. Nói đi, Lưu Long cầm đi tiểu kiếm, trực tiếp cất bước rời đi, mà hắn vừa đi, Liễu Diễm bỗng nhiên đặt lấy quyển kia phát vàng sách nhỏ nhìn thoáng qua, tiếp lấy một mặt hâm mộ. Quả nhiên, là hắn am hiểu nhất cửu đoán kinh. Gia hỏa này thật đúng là, gặp Lý Hạo có chút không hiểu. Giải thích nói, đây là lão đại tu luyện võ sư bí thuật. Cửu đoán kinh, tên như ý nghĩa, chính là bộc phát thời điểm. Kinh lực 9 tầng, đây cũng là lão đại phụ thân năm đó dương danh thời điểm tu luyện bí thuật. Phụ thân hắn năm đó là Ngân Nguyệt Hành tỉnh đỉnh cấp võ sư. Lý Hạo biết, Ngân Thương thôi, Ngân Nguyệt Tam Thương một trong ngay cả lão sư đều nói qua, cũng không yếu, ít nhất cũng là phá bách bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nếu không lão sư không đến mức đề cập, không phải thương pháp, mà là cửu đoán kinh, đây cũng là để Lý Hạo có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng ngoài ý muốn chính là, cái đồ chơi này, cho ta, võ sư đối với mình truyền thừa, kỳ thật so siêu năng muốn nghiêm cẩn nhiều. Liễu Diễm lại nói, hảo hảo cầm, xem thật kỹ một chút, bản bí thuật này rất mạnh không thể so với ngươi lão sư truyền thừa ngũ cầm tân thư kém. Ngươi lão sư bí thuật, toàn diện rất, nhưng là toàn diện cũng có khuyết điểm, không đủ bạo, cửu đoán kình chính là một loại cực kỳ nổ công pháp. Một kình chín tầng, đương nhiên, người bình thường làm không được, thể chất cũng không đủ đối phương trèo trống. Nàng lần nữa cảm khái một tiếng, đứng dậy rời đi, bởi vì lưu long thế mà đem cái này lưu lại, để liễu diễm cảm nhận được nguy hiểm, nguy hiểm cực lớn, võ sư có ít người đến chết cũng không nguyện ý đem võ thuật của chính mình truyền thừa tiếp. Lưu Long trước đó cũng không nguyện ý, nhưng bây giờ lại là bỗng nhiên truyền cho Lý Hạo. Điều này đại biểu cái gì? Lần này có đi không về sao? Mà Lý Hạo cầm quyển sách nhỏ kia, bỗng nhiên có chút chịu nặng, trong lòng cũng chịu nặng, cái này cứ như vậy truyền cho ta rồi, cửu đoán kinh, am hiểu nhất bộc phát công pháp, Lý Hạo không rõ đến cùng chân quý cỡ nào. Thế nhưng là, Lưu Long bản lĩnh giữ nhà hẳn là sẽ không quá yếu. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cầm lên thông tin, bấm một cái mã số, làm viên thạc quan môn đệ tử, cũng không thể tùy tiện học mặt khác võ sư truyền thừa. Lão sư, có việc, viên thạc thanh âm có chút mỏi mệt, khả năng vừa hấp thu đau năng. Lão sư, đội trưởng của chúng ta cửu đoán kinh, ngài nghe nói qua sao? Nói nhảm, ngân thương bản lĩnh giữ nhà, một thương chín tầng, là vốn không tệ bí thuật, mặc dù tai hại không ít, nhưng là lực bộc phát cực mạnh ta trước kia cầm ngũ cầm tân thư đổi tên kia còn không vui bất quá tên kia chết sớm cũng cùng cái này có quan hệ một thương chín tầng thân thể gánh không được tuổi quá trẻ hai tay liền phế đi hậm hực mà chết bất quá nếu là ta tới thân thể ta tốt một quyền chín tầng đánh nhật diệu cũng không nhận ra mẹ lão sư lời nói thoạt nhìn là khinh bỉ trên thực tế lại là độ cao tán dương bản bí thuật này lý hạo nghĩ nghĩ Nhỏ giọng nói: "Cái kia, đội trưởng truyền cho ta, ta có thể học sao?" "Cái gì?" Viên Thạc sững sờ, sau một khắc, bỗng nhiên quát, nói nhảm: "Học a, à, tiểu tử ngươi thân thể tốt bao nhiêu, liền mẹ nhà hắn thích hợp cái này, ta trước đó còn muốn lấy làm sao cho ngươi tìm càng thích hợp ngươi công pháp." "Cái này tốt bao nhiêu?" Lưu Long bọn hắn đến già, đều là ma bệnh, ngươi nhất định sẽ không? "Học," nói, vừa nghi nghi ngờ không gì sánh được, "Làm sao cho ngươi" Mới mấy ngày a, à, Lưu Long là thằng ngu sao? Cái này cho truyền ra ngoài, còn có, Lý Hạo tiểu gia hỏa này như thế có thể lừa dối sao? Không có cảm giác đi ra a, à, Lý Hạo ngượng ngùng. Ta cũng không biết, ta liền đem tiểu kiếm kia cho đội trưởng, hắn liền đem cái này truyền cho ta. Tốt a, à, viên thạc biết nội tình, biết thanh kiếm kia không phải cái gì tốt vật, ai cầm ai không may. Thì ra, đây là đem dẫn họa đồ chơi đưa ra ngoài, còn đem Lưu Long cho lừa dối cảm động thật mẹ nhà hắn không phản bác được a à, được chưa chính ngươi nhìn khác võ sư bí thuật ta không thích hợp nhìn không thích hợp chỉ đạo ngươi nhưng là bản bí thuật này hoàn toàn chính xác rất dán vào ngươi học tốt được thật có thể làm đến một lần ba chồng dù là ngươi mới vào trảm thập cảnh xử lý đồng dạng trảm thập cảnh trung đoạn đều được hiển nhiên viên thạc là thật xem trọng mà lại bộ này tác dụng đối với thân thể phản phệ đối với Lý Hạo mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Bởi vì hắn có tinh quang năng, điểm này viên thạc cũng biết, dập máy thông tin, viên ra đại viện, viên thạc bỗng nhiên bật cười một tiếng, tiếp lấy thấp giọng mắng một câu, đồ chó hoang, quát con số phận mạnh như vậy, thật mạnh, cảm giác vật gì tốt đều chủ động đưa tới cửa, cửu đoán kình A, ngân thương, người lão gia hỏa này, đại khái đến chết cũng không biết. Nhà ngươi truyền bí thuật cuối cùng vẫn rơi xuống lão tử học sinh trong tay đi. chương 34, Điệp Kình tu luyện, hắc ám đột kích, đêm, cư xá Khải Minh, trong nhà, Lý Hạo mở ra cửu đoán kình, một bên, hắc báo dạng chó hình người ngồi ở trên ghế salon. Cũng đưa đầu chó đọc sách, Lý Hạo không có đẩy ra nó, hắn cũng không tin, một con chó nghe hiểu được tiếng người coi như xong, người sẽ còn nhận thức chữ. Hắc báo nếu là ngay cả cái này đều biết, Lý Hạo gọi nó sư phụ đều được võ sư, nhập trảm thập cảnh mà nội kình bừng bừng phấn chấn, gần cốt cùng vang lên, kình lực có hạn, phân tán ở nhân thể các nơi, cùng cảnh giới võ sư, kình lực chênh lệch quá mức bé nhỏ. Quyển sách này là Lưu Long Phụ Thân viết, cũng không phải là nguyên bản, từ trong sách, kỳ thật có thể biết được, Phụ Thân của Lưu Long Lưu Hạo, năm đó đã là phá bách đỉnh phong cường giả, rất lợi hại một võ sư. Viên thạc nói đối phương thấy hắn cùng cháu trai giống như. Có thể có chút nói khoác một vị phá bách đỉnh phong võ sư, cùng năm đó viên thạc thực lực là không sai biệt lắm. Mà lại, lưu hạo người này am hiểu nhất tiến công, thương, bách binh chi vương, dùng thương võ sư, phần lớn chỉ công không phòng, có ra không về, lưu hạo dựa vào cửu đoán kinh, thương ra chín tầng, tại ngân nguyệt hành tỉnh võ sư giới cũng xông ra tên tuổi lớn như vậy. Danh xưng ngân thương lưu hạo, ngân nguyệt hành tỉnh tam đại thương vương một trong, mà năm đó phá bách võ sư kỳ thật không ít, lưu hạo có thể xông ra tên tuổi lớn như vậy tự nhiên không phải hạng người bình thường mà nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở bản này cửu đoán kinh đồng dạng kinh lực lưu hạo một thương chín tầng tuy nói phương diện khác không phải quá toàn diện có thể công giết chi lực năm đó ở tam đại thương vương bên trong xếp hạng thứ nhất chỉ là lưu hạo ưu điểm rất mạnh khuyết điểm cũng rất rõ ràng tốc độ không được thể chất không được kinh lực chín tầng đối với thân thể tổn thương quá lớn Bước vào trung niên Lưu Hạo, hai tay cơ hồ phế đi, đây cũng là Lưu Long khi còn bé, Lưu Hạo mang theo hắn đi bái sư viên Thạc Nguyên Nhân một trong. Lưu gia thương rất nổi danh, có thể Lưu Hạo biết, cái này cửu đoán kình với thân thể người tổn thương quá lớn. Đồng dạng phá Bách võ sư, đến 70 tuổi còn có thể một trận chiến, mà người Lưu gia, đến 40 tuổi đằng sau liền nhanh chóng trượt, thậm chí triệt để phế bỏ. Lưu Long nếu không phải hấp thu thần bí năng Thể chất tăng cường không ít, lấy tuổi của hắn, tăng thêm không ngừng chiến đấu, khả năng đã sớm phế bỏ. 9 lần điệp ra, Lý Hạo hơi xúc động, hắn không hiểu nhiều bí thuật này chân quý tính, nhưng là hắn biết, kinh lực 9 tầng đằng sau, sẽ có bao nhiêu lợi hại. Cái này cửu đoán kinh lực lượng, cũng không phải là trống rỗng mà tới, chủ yếu chính là ở chỗ lực lượng vận dụng, đem thể nội những bộ vị khác lực lượng, tập trung ở trên cánh tay, từng tầng từng tầng lực lượng điệp ra không đơn giản khảo nghiệm tự thân đối bản thân lực lượng khống chế cũng rất khảo nghiệm hai tay nhận tính và cường độ trảm thập cảnh ba chồng chính là cực hạn sao theo như sách viết nói tại trảm thập cảnh điệp ra ba lần lực lượng chính là cực hạn nếu không rất dễ dàng hai tay đứt gãy lưu lại không thể vãn hồi vết thương cũ phá bách mà nói cũng tốt nhất đừng vượt qua sáu lần điệp ra lưu hạo năm đó chính là gặp phải cường địch vận dụng một lần chín tầng mặc dù đánh chết cường địch cũng lập tức thương tổn tới căn bản. Hai tay cơ hồ triệt để phế bỏ, không bao lâu liền thối lui ra khỏi võ lâm, ngân nguyệt tam thương bên trong ngân thương. Như vậy phong thương, không mấy năm liền đã qua đời, cửu đoán kình ưu điểm rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Một khi kình lực điệp ra, cơ hồ chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, khẽ động, liền tản lực đạo, đây chính là khuyết điểm, cũng là cửu đoán kình khuyết điểm lớn nhất, rút ra lực lượng toàn thân đằng sau người liền không thể quá mức nhúc nhích, nếu không, kình lực tan họp mở, còn rất có thể phản thương chính mình. Cho nên, cửu đoán kình danh khí không nhỏ, nhưng là một chút lão võ sư cũng biết cái đồ chơi này vấn đề tính nghiêm trọng. Trừ phi thể chất cường đại, không quan tâm những lực lượng này rút ra, vậy đại khái chính là lưu long truyền cho Lý Hạo nguyên nhân. Bởi vì Lý Hạo thể chất, giống như rất không tệ, còn không có tiến vào trảm thập cảnh thời điểm, hắn liền biểu hiện ra cường đại thể chất lần trước thay máu đằng sau, càng là thể chất tăng cường một đoạn. Dạng này lý hạo, tu luyện cửu đoán kinh, rất có thể tránh đi không có khả năng di động điểm này tai hại. Dù là động, lý hạo có lẽ cũng có thể có sức lực tiếp tục bảo trì điệp kinh. Còn có, phản thương chính mình xác suất cũng sẽ thật to giảm nhỏ. Lý hạo nhìn một hồi, cái này cửu đoán kinh trừ thuyết minh cùng phát công phương thức. Mấu chốt kỳ thật còn tại ở một bộ hô hấp pháp đặc thù. Đúng vậy, mỗi một môn bí thuật, cơ hồ đều sẽ xứng đôi một môn hô hấp pháp đặc thù. Khác biệt bí thuật, hô hấp pháp mới là hạch tâm mấu chốt, bởi vì khác biệt bí thuật, phát công phương thức khác biệt, phát lực phương thức khác biệt, nếu như Lý Hạo dùng ngũ cầm thổ nạp thuật tới tu luyện cửu đoán kinh, rất có thể sẽ xuất hiện kinh lực đau hai bên sườn khi thở tình huống. Đả thương ngược lại chính mình, cho nên, bí thuật bản thân không tính quá trọng yếu, có thể xứng đôi hô hấp pháp, nhất định là trọng yếu nhất. Lần này, Lưu Long liền hô hấp pháp đều nhét vào. Rõ ràng là đơn độc tồn tại. Liền một trang giấy, kẹp ở trong sổ phát vàng. Lý Hạo bỏ ra hơn một giờ. Đem ngắn ngủi ba nghìn chữ. Từng cái chữ phỏng đoán xong. Lúc này mới bắt đầu nếm thử tu luyện. Trước điều chỉnh hô hấp. Vận dụng cửu đoán kình hô hấp pháp. Hô hấp tiết tấu. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh, hắc báo không chớp mắt nhìn chằm chằm. Lý Hạo nghiêng đầu nhìn nó một chút. Cười cẩu ngoạn ý này lại học trộm, người chỉ có thể cảm nhận được hô hấp tiết tấu, không cảm giác được nội phủ chỗ khác biệt, chỉ có thể học đánh dấu, không có khả năng học bản. bất quá người chỉ là một con chó, cũng đã đủ dung, hắc báo cũng không thèm để ý tiếp tục đi theo lý hạo học. hô hấp, thời gian dần qua có một chút vận luật đặc biệt, không phải hỗn loạn, nhưng là mỗi một lần hô hấp dài ngắn thời gian không giống với, lại là sẽ không cho người mang đến loại kia khó chịu cảm giác rất có vận luật một loại đặc thù tiết tấu, bởi vì hắc báo muốn học, Lý Hạo thật cũng không cố ý yếu bớt thanh âm, bằng không, tiếng hít thở yếu bớt, ngoại nhân cũng khó có thể nhìn trộm đến cái gì. Hô hấp điều chỉnh một phen, Lý Hạo giờ phút này đã có thể cảm nhận được thể nội kinh lực. Hoặc là nói nội kinh, không giống với thần bí năng, nội kinh rất đặc thù, thần bí năng tồn tại, có loại từ bên ngoài đến lực lượng cảm giác, cũng không phải là nhân thể tự thân đàn sinh loại kia cách ly cảm giác mà nội kinh lại là thật sự có loại từ trong ra ngoài do nhân thể sinh ra lực lượng cảm giác nguồn lực lượng này bắt nguồn từ huyết dịch cơ bắp tế bào xương cốt phảng phất toàn thân cao thấp đều tại sinh ra loại này yếu ớt lực lượng liền như là sinh mệnh lực đồng dạng thân thể khỏe mạnh vì người cung cấp năng lượng càng mạnh mẽ hơn nội kinh vô hình lại là thật có thể thiết thực cảm nhận được một cỗ khí lưu đồng dạng kinh đạo ở trên người du tàu lý hạo tụ lực tại cánh tay trên cánh tay cơ bắp nhúc nhích, Lý Hạo nhẹ nhàng run tay một cái, đùng đùng âm thanh bên tai không dứt. đây chính là gân cốt cùng vang lên, so với hai ngày trước vừa tiến vào trảm thập cảnh, thời khắc này Lý Hạo, giống như đối với lực đạo nắm giữ có nắm chắc hơn cùng trải nghiệm. Cánh tay run run phía dưới, một cái quét ngang, trực tiếp đem một bên hắc báo đẩy đi 5-6 mét, trực tiếp đâm vào trên vách tường, hắc báo trong mắt chó tràn đầy vô tội, đương nhiên, không bị thương con chó này hấp thu một chút đau năng. Giờ phút này thân thể của nó so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí không thể so với bất luận cái gì chảm thập cảnh võ sư yếu. Chỉ là thân thể rắn chắc, chó này không quá biết vận dụng lực lượng thôi. Lý Hạo không để ý, đầu tiên là thể nghiệm một chút nội kình bộc phát cảm giác. Rất nhanh, lại là một trưởng hướng trên bàn trà vỗ tới. Bàn trà, đó là đá cẩm thạch mặt bàn. Cha hắn lúc trước từ trên núi làm ra bất quá nhiều năm qua đi, đã sớm đã nứt ra mấy đạo vết nứt. Giờ phút này, Lý Hạo một trưởng vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới, nặng nề bàn trà, cũng không có bất kỳ phản ứng. Mà đúng lúc này đợi, đạo thứ nhất kình lực xuống dưới, Lý Hạo còn không có kết thúc, cánh tay lần nữa nhúc nhích, cỗ thứ hai kình lực tuôn ra, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn trà. Bàn trà đột nhiên một cái chấn động, đương đương đương, bàn trà rung động, trong lúc mơ hồ có chút muốn vỡ ra cảm giác mà lý hạo giờ phút này không ngừng điều chỉnh hô hấp cỗ thứ ba kình đạo lại từ thể nội các nơi khác vận chuyển mà đến tay phải cơ bắp lần nữa rung động đứng lên không ngừng nhúc nhích có vẻ hơi dọa người cỗ này kình đạo lại là có chút không thể đi xuống một mực bên phải cánh tay nhúc nhích để lý hạo cơ bắp đều có chút đau nhức đứng lên mà lý hạo lại là kiên trì kình lực rời xuống đây chính là điệp kình đương nhiên hiện tại quá chậm Chân chính cử đoán kình không có khả năng chậm như vậy. Một bàn tay xuống dưới, chờ nửa ngày mới đến đạo thứ hai kình lực. Chờ nửa ngày, đạo thứ ba kình lực còn tại cánh tay kẹt xe. Nếu là gặp phải đối thủ như thế dày vỏ khốn khổ, người tam điệp kình còn chưa có đi ra, người ta liền đánh chết ngươi. Lý Hạo lần thứ nhất vận dụng, không thuần thục thôi. Tại Lý Hạo kiên trì dưới đạo thứ ba kình lực, cuối cùng rời xuống, đùng một tiếng trên bàn trà bị tung ra một cái nho nhỏ vết nứt lý hạo lộ ra một vòng vui mừng mặc dù quá trình rất gian nan có thể đại biểu chính mình có thể học đương nhiên hắn giờ phút này xa xa không gọi được cái gì tam điệp kinh một chồng đều không có gấp thành chân chính ba chồng đó là ba cổ lực đạo một cỗ tiếp lấy một cỗ ở giữa khoảng cách cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách thể hiện đó mới tính chân chính điệp kinh trên sách nói thứ này cất bước khó khăn nhất bởi vì rất dễ dàng tổn hại sức khỏe vừa mới ta phải trên cánh tay cánh tay cơ bắp cũng có chút lạp thương thế nhưng là ta quan tâm sao lý hạo bỗng nhiên cười tinh không kiếm năng cái đồ chơi này nhất dưỡng sinh thần bí năng kịch liệt như vậy trùng kích đều có thể bị trung hòa huống chi là nội kinh nội kinh lực trùng kích nhất là đối với mình lực trùng kích là kém xa thần bí năng cho nên tinh quang năng tuyệt đối có thể tu bổ điểm ấy vết thương nhỏ Người khác tu luyện cửu đoán kinh, khả năng vừa mới bắt đầu, một ngày cũng liền luyện cái một hai lần, mà Lý Hạo quản hắn nhiều như vậy, ngũ cầm thổ nạp thật một vận chuyển, hấp thu một đâu đâu tinh quang năng, năng lượng bị Lý Hạo vận chuyển tới cánh tay phải, một cái chớp mắt, vừa mới lập thương một chút cơ bắp, lập tức liền tốt, một chút không có cảm giác đau đớn. Đồ tốt, lần này, Lý Hạo lần nữa cảm nhận được cỗ năng lượng này chỗ tốt. Quá tốt rồi, bởi như vậy hắn tu luyện cửu đoán kình căn bản không cần loại thuốc nào phụ trợ. Phải biết, người lưu ra tu luyện, còn ngoài định mức phân phối một bộ phương thuốc, chuyên môn uẩn dưỡng thân thể, để phòng lúc tu luyện liền thương tổn tới căn bản, lý hạo tinh quang năng hiệu quả, so phương thuốc kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Chơi vui, đúng vậy, lý hạo cũng cảm thấy chơi vui, hứng thú mới là tu luyện căn bản, nếu là đối tu luyện không hứng thú, cái kia luyện võ cũng khó ra hiệu quả. Lý Hạo đem cửu đoán kình xem như trò chơi tới làm. Xem như chơi vui trò chơi, lập tức liền nhấc lên hứng thú thật lớn. Hắn một quyền đánh ra, kình lực bắt đầu điệp ra. Ngay từ đầu, đạo thứ hai kình lực xuất hiện, tối thiểu khoảng cách 3 giây. Chân thực chiến, món ăn cũng đã lạnh, có thể dần dần. Theo cánh tay thích ứng nguồn lực lượng này, hắn cỗ thứ hai kình lực xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai giây, một giây, bất quá đến một giây đồng hồ, Lý Hạo tăng lên liền khó khăn. Khoảng cách thời gian hay là dài. Một giây đồng hồ, đối bọn hắn võ sư mà nói. Đầy đủ thay xong mấy chiêu. Đối thủ cũng không có khả năng đần độn bị ngươi một quyền đánh xuống. Một giây đồng hồ đều bất động. Vẫn chờ ngươi lần thứ hai đánh tới. Ba ba ba, đêm nay, Lý Hạo cũng không tu luyện mặt khác bí thuật. Chuyên môn tu luyện cửu đoán kinh. Đây khả năng là trước mắt hắn dễ dàng nhất tăng lên phương pháp. Cũng là đơn giản nhất có tinh quang năng phối hợp, hắn không sợ bị thương, không cố kỵ gì, lần lượt ra chiêu, lần lượt kình lực điệp ra, một đêm tu luyện số lần, có lẽ vượt qua người ta một năm thậm chí năm năm số lần. Lưu Long nếu là nhìn thấy hắn như thế luyện, đại khái trong mắt đều muốn chừng ra ngoài, người bình thường, cánh tay chỉ sợ sớm đã nổ tung, lý hạo ngược lại tốt, căn bản không có việc gì không nói, tại tinh quang năng uẩn dưỡng dưới, hai tay cơ bắp rõ ràng trở lên cường tráng xem xét liền có loại tràn ngập lực đạo cảm giác, Lý Hạo làm không biết mệt, lần lượt ra quyền, xuất trưởng, hắn phát hiện một cái bí mật, không tính bí mật bí mật, cửu đoán kình dùng nhiều, hắn phát hiện cánh tay của mình lực lượng càng thêm cường đại. Kỳ thật cái này thật không phải bí mật, chỉ là bình thường võ sư không có khả năng làm như thế. Ai làm như vậy một ngày, không chết cũng tàn phế. Đêm nay, Lý Hạo thậm chí không tâm tư đi ngủ, một mực đến hừng đông thời gian. Lý Hạo một quyền đánh ra, liên tiếp hai tiếng, lần này cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Hai tiếng giống như biến thành một vang, Lý Hạo khẽ giật mình, thành công, hắn không thể tin được. Sau một khắc, hắn lại đấm một quyền hướng trong nhà bàn trà đánh tới. Một đêm, đánh không ít hố, đùng một tiếng, lần này bàn trà trực tiếp đã nứt ra. Bịch một tiếng vỡ vụn trên mặt đất. Dưới lầu, vừa sáng sớm bác gái, đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ lý hạo ngươi lại đang làm cái gì sáng sớm lại làm gì lý hạo kỳ thật rất chú ý còn cố ý cho dưới bàn trà tiệm mì một tầng tấm thảm nhưng vừa vặn một quyền trực tiếp đem bàn trà đánh đã nứt ra lần này tấm thảm cũng vô ích lý hạo có chút bất đắc dĩ địa phương quá nhỏ không có địa phương luyện công không nói hơi có chút động tĩnh bác gái liền phải hướng ngươi thi triển hổ khiếu sơn lâm chính mình hổ khiếu sơn lâm có thể có chỗ tăng lên có lẽ cũng là học bác gái chân chính hoang dại mãnh hổ chính mình chưa thấy qua thế nhưng là dưới lầu bác gái sư tử hống lý hạo được chứng kiến vô số lần tại cư xá cãi nhau sức chiến đấu cực cao cư xá mặt khác mấy cái phụ nhân dưới tình huống bình thường đấu không lại nhà mình dưới lầu bác gái lý hạo an ủi một chút chính mình rất nhanh hô tủ lạnh đổ nhà ngươi tủ lạnh mỗi ngày đổ bác gái giống lên một tiếng đổ thật nhiều lần lại đổ nhà ngươi tủ lạnh giấy dễ dàng như vậy đổ tháng sau đổi tủ lạnh trong nhà tủ lạnh đưa bác gái ngươi cầm lấy đi bán phế phẩm cũng được lời này vừa nói ra bác gái an tĩnh không tệ trắng kiếm lời một máy tủ lạnh bán phế phẩm cũng có thể bán mấy cái giờ phút này lý hạo không lo được những thứ này trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn xong rồi hai lần điệp kinh tuy nói chỉ là bắt đầu so với lưu long khẳng định không bằng có thể một đêm chính mình đã luyện thành hai lần điệp kinh lý hạo tưởng tượng lấy có lẽ qua tầm vài ngày chính mình có thể luyện thành chín tầng khi đó chính mình có lẽ vẫn là trảm thập cảnh nói không chừng đột nhiên bạo phát xuống có thể đem phá bách đều cho đánh chết cuối cùng thành công lần thứ nhất chính thức thành công đại biểu phía sau liền đơn giản lý hạo lại thử mấy lần mỗi một lần đều có thể thành công chỉ là lần thứ ba điệp kinh lại khôi phục được trước đó dáng vẻ rất gian nan khoảng cách thời gian rất dài. Số 17, Lý Hạo kéo ra màn cửa, nhìn ra ngoài một chút, hôm nay thời tiết đã rõ ràng có chút biến hóa. Mùa hè nóng bức, lại truyền tới trận trận gió mát, trên trời, giống như cũng có mây đen bắt đầu hội tụ, ngày mai khả năng liền phải trời mưa. Cách hắn biết rõ ràng hồng ảnh giết người, mục tiêu kế tiếp chính là mình, mới đi qua mấy ngày thời gian, nhưng mà mấy ngày nay, Lý Hạo lại là cảm giác vượt qua một thế kỷ hắn tiến nhập trảm thập cảnh, gia nhập liệp ma tiểu đội, tìm được ngọc kiếm cùng thạch đao năng lượng phương pháp vận dụng. Học được ngũ cầm thổ nạp thuật cùng cửu đoán kinh, những này có lẽ người bình thường cả một đời đều không thể kinh lịch đến. Cuối cùng mau tới, lúc này Lý Hạo, ngược lại chờ mong hồng ảnh đến nhanh một chút, mặc dù hắn biết mình rất yếu, có thể thời gian dài bị ép chờ đợi tử vong đến. Vẫn rất có áp lực, nhẹ nhàng sờ lên ngực ngọc kiếm, đến giờ phút này lý hạo vẫn như cũ không biết làm sao vận dụng thanh kiếm này mà lại quá nhỏ trông cậy vào chính mình dùng thanh kiếm này giết người sao cái này cùng cầm cây tam đâm người có cái gì khác nhau thanh kiếm này đối với hồng ảnh vẫn còn có chút tác dụng mỗi lần đều có chút phản ứng dị thương thế nhưng là ta cũng không thể dùng hai đầu ngón tay nắm vuốt ngọc kiếm giết hồng ảnh a à, đây mới là lý hạo cực kỳ khổ não một sự kiện không quen a à, ai thói quen cầm cây tam đâm người hồng ảnh đối với lý hạo mà nói mới là uy hiếp lớn nhất bởi vì mọi người không nhìn thấy hơi không cẩn thận hồng ảnh cận thân thiêu đốt lý hạo những người khác chưa hẳn tới kịp cứu viện mà lý hạo liền cần chính mình đi giải quyết cái vấn đề này vậy làm sao bây giờ lý hạo lấy xuống dây xích cầm lấy thập tự giá lớn nhỏ ngọc kiếm dùng hai ngón tay nắm vuốt chuôi kiếm hướng phía trước thọc thật không được tự nhiên được rồi khó chịu liền khó chịu đi có lẽ có đại dụng tuy nói dùng có chút khó chịu nhưng là cũng có thể dùng có thể sử dụng là được lý hạo lần nữa đeo lên ngọc kiếm thí nghiệm một chút cấp tốc rút kiếm tư thế rút cái tịch mịch dây xích kéo một cái hai đầu ngón tay nắm hướng phía trước đâm một cái cái này xong việc chính là điệp kình có chút khó dùng điệp kình tác dụng tại hai đầu ngón tay lý hạo thật đúng là không có học được tình trạng này đối với hồng ảnh mà nói có lẽ điệp kình hay không đều một cái dạng lý hạo không suy nghĩ thêm nữa cứ như vậy đi đây cũng là trước mắt hắn có thể làm cực hạn nên chuẩn bị nên cầu viện nên trợ giúp lão sư tấn cấp thủ đoạn hắn tất cả đều dùng so với trước đó tự mình một người đơn đả độc đấu vậy mạnh hơn gấp trăm lần nếu như vậy chính mình hay là gánh không được cửa này vậy thì thôi vừa định đi rửa mặt đúng vào lúc này trong phòng bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh cách đó không xa hắc báo bỗng nhiên một chó chảo hướng vỡ vụn bàn trà vỗ tới. Sau một khắc, một tiếng thê lương tiếng chó sủa truyền ra, ngao ô, hắc báo nhìn xem chính mình cũng có chút sưng vút chó. Thống khổ nhìn xem Lý Hạo, tình huống gì, bản cầu làm sao đập không nát bàn trà, Lý Hạo bó tay rồi, hơi hấp thu một chút kiếm năng, kiếm năng thông qua cánh tay vận chuyển. Sau một khắc, từ đầu ngón tay toát ra một chút, Lý Hạo một đầu ngón tay điểm trúng hắc báo kiếm năng tiến vào hắc báo thể nội, sưng vuốt chó, giống như dễ chịu rất nhiều. Hắc báo hay là mặt chó phiền muộn, nhìn xem Lý Hạo, giống như tại thỉnh cầu chỉ điểm. Nó một đêm này cũng đã hấp thu không ít Lý Hạo tràn lan đi ra kiếm năng. Cũng tại học Lý Hạo đánh cửu đoán kinh, cũng không có cái gì tác dụng. Người chó khác đường, ta còn thực sự không biết dạy thế nào ngươi. Kinh lực hội tụ cánh tay, cũng chính là trên chân chó của ngươi. Có thể làm sao hội tụ, ta cũng không phải chó không có cách nào nói rõ với ngươi lý hạo bất đắc dĩ nói chính ngươi nghĩ biện pháp đi còn có hát báo ngày mai bắt đầu ngươi đi theo ta thế nào đối phó đồ chơi kia ngươi có thể làm được sao hát báo nghe chút lời này có chút sợ sệt lý hạo suy nghĩ một chút nói không cần đi theo ta đi theo lưu long lần trước to con kia gặp vật kia ta sợ hắn không nhìn thấy cũng không cảm ứng được ngươi hướng một cái phương hướng gọi vài tiếng là được cho hắn nhắc nhở, chỉ đường, cho hắn biết đồ chơi kia ở đâu, người thấy thế nào, hắc báo nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút sợ sệt, Lý Hạo lại nói, tùy ngươi vậy, không bắt buộc, bất quá ngày mai đằng sau, ta khả năng liền chết, về sau chính ngươi tiếp tục lang thang đi thôi, hắc báo nghe chút lời này, lập tức gấp, muốn chết, vậy ta làm sao bây giờ, uông uông uông, đáp ứng, gâu, Lý Hạo cười, như vậy cũng tốt ta cũng không phải cưỡng ép để cho ngươi làm chuyện này, mà là ngươi tự nguyện. Con người của ta rất dân chủ, ngươi nếu là cự tuyệt, dù là ngươi là một con chó, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy được, hôm nay cùng ta đi tuần kiểm ti, giới thiệu ngươi cho đội trưởng quen biết một chút, biểu hiện thu liễm một chút, đừng quá thông minh, liền cùng một con chó phổ thông một dạng là được, nhưng là có thể nhìn thấy vật kia, thấy được sẽ gọi, đây chính là hắc cầu bản sự dù sao đội trưởng cũng không biết hắc cầu có bản lãnh gì. Hắc báo ánh mắt giống như có chút xem thường. Lý Hạo vỗ vỗ nó đầu chó, đập hắc báo có chút choáng. Lúc này mới chấn áp con chó quá thông nhân tính này. Tuần kiểm ti, đội chấp pháp, tầng hầm, Lưu Long nhìn thấy hắc báo thời điểm, rất là nghi hoặc, thẳng đến Lý Hạo nói, hắc báo có thể nhìn thấy vật kia. Lưu Long lúc này mới ngoài ý muốn vô cùng nhìn xem hắc báo. Một mặt kinh ngạc, chó có thể nhìn thấy. Ngươi xác định chó có thể nhìn thấy cái kia tinh thần cấp độ tồn tại. Lời này có chút nghĩa khác, nghe giống như là chửi mình, bởi vì chính mình cũng có thể nhìn thấy. Lý Hạo bất động thanh sắc, gật gật đầu, đúng vậy, có thể nhìn thấy, bởi vì ta mấy lần cảm giác không đúng kình thời điểm. Hắc báo đều sẽ hướng một cái phương hướng đi xem, nhỏ giọng kêu to, nói, lại nói, hắc báo có thể nghe hiểu tiếng người, rất thông minh, lão đại, ngươi mang theo nó có lẽ có thể nhẹ nhõm một chút, hắc báo sẽ không cho ngươi thêm phiền. Chỉ có khi vật kia xuất hiện, hắc báo mới có thể nhắc nhở ngươi, mà vật kia cũng sẽ không quá để ý một con chó. Lưu Long gật gật đầu, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có thể Lý Hạo nói như vậy, có lẽ con chó này thật có chút chỗ khác biệt. Ừm, vậy được, ta quay đầu mang lên nó, cùng nó rèn luyện rèn luyện, đừng gọi bậy đả thảo kinh xa. Không biết, yên tâm đi hai người trao đổi vài câu. Lưu Long lại hỏi, sách nhìn sao, xem hết gánh vác liền đốt đi. Nhớ kỹ là được, không trông cậy vào ngươi bây giờ đi học. Thật sự là hắn căn bản không có trông cậy vào qua. Cửu đoán kình không dễ học, nhất là nhập môn, nhất phí công phu. Năm đó hắn học cái này, bỏ ra ba năm nhập môn. Đằng sau mới tốt nữa một chút. Nhập môn đằng sau, ba chồng bốn chồng ngược lại càng nhanh một chút. Phụ thân hắn, ngân thương lưu hạo thiên phú mạnh hơn hắn. 40 tuổi trước đó trở thành phá bách đỉnh phong võ sư. Coi như phụ thân hắn, nhập môn cũng bỏ ra thời gian một năm, cho nên, Lý Hạo coi như thể chất càng tốt hơn, lại có tiếng sư chỉ điểm. Lưu Long cảm thấy, không có cái một năm nửa năm, cũng khó có thể nhập môn, mà Lý Hạo, cũng là im lìm hỏng, hắn cũng không nói chính mình học xong, không cần thiết, đồ tốt, trước dấu một dấu, ngay cả đội trưởng đều xem thường chính mình, vậy địch nhân càng sẽ khinh thị chính mình điệu thấp mới có thể phát đại tài mới có khả năng đại sự trách trách hô hô sao có thể thành đại sự lưu long nói xong cái này vừa tiếp tục nói đêm nay ngươi cũng đừng trở về sáng mai ngươi cùng ta cùng đi vùng ngoại ô chúng ta ở ngoài sáng bọn hắn ở trong tối không có cách chúng ta chỉ có thể chủ động dẫn xả xuất động vương minh hẹn ta đi leo thiên vương sơn ta biết lưu long gật gật đầu không đi thiên vương sơn bất quá chúng ta lựa chọn địa phương liền ở dưới thiên vương sơn thiên vương sơn bên kia không thích hợp chúng ta động thủ đương nhiên người nếu là cảm thấy tuần dạ nhân có thể giải quyết người cũng có thể đi cùng hắn nhìn xem lý hạo người là tín nhiệm hơn tuần dạ nhân hay là tín nhiệm liệt ma tiểu đội tuần dạ nhân bên này có lẽ sẽ xuất thủ có thể tuần dạ nhân chưa hẳn liền có thể đối phó mà lại coi như tuần dạ nhân mạnh hơn đối với người lý hạo cũng không nhất định là chuyện tốt. Siêu năng chiến đấu, cũng sẽ không quản ngươi chết sống. Hắn lưu long, tốt xấu sẽ còn quản một chút Lý Hạo. Không hy vọng hắn cứ thế mà chết đi. Lý Hạo nở nụ cười hàm hậu. Lão đại định đoạt, chỉ là ta cảm thấy. Song phương liên thủ, có phải hay không khá hơn một chút. Tập hợp lực lượng, không phải thích hợp hơn một chút sao. Thêm dầu chiến thuật, cái này thường thường là nhân vật phản diện tác phong. Chết một cái lại đến một cái. Sau đó từng cái bị người đánh chết quá không may mắn lưu long cười một tiếng lắc đầu vậy ngươi sai liên thủ thật đúng là chưa hẳn càng mạnh có chút siêu năng giả năng lực là không khác biệt công kích trên thực tế đại đa số siêu năng giả đều như vậy nhất là tính công kích siêu năng giả một cái lôi đình xuống dưới trừ chính mình đều là địch nhân chúng ta cùng một chỗ hành động có thể sẽ ảnh hưởng đối phương đối phương cũng có thể là ảnh hưởng chúng ta cũng không phải là nói đồng loạt ra tay càng tốt hơn vậy chúng ta địch nhân đâu đối phương nếu là siêu năng giả cũng nhiều đâu vậy liệu rằng lẫn nhau ảnh hưởng tồn tại dạng này khả năng cho nên đối phương khả năng rất lớn sẽ chia binh tách ra ảnh hưởng không coi là lớn yên tâm ngày mai nếu là xuất hiện loại tình huống này ta sẽ để cho liễu diễm bảo hộ ngươi đây cũng là trong đội ngũ trừ hắn ra người mạnh nhất lý hạo nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng không cự tuyệt hắn tự tin đi nữa cũng không thấy được bản thân một người có thể đối phó hồng ảnh huống chi hắn cũng không có tự tin này cứ việc hôm qua hắn đánh chết một vị trảm thập cảnh có thể so với tinh quang cảnh siêu năng giả có thể lý hạo vẫn cảm thấy chính mình là cái nhược kê liền đánh qua một lần đỡ cùng lão sư so sánh cái gì cũng không phải lão sư mới lợi hại lập tức bay ra ngoài một chiêu đánh hai cái nguyệt minh hắn lý hạo tính là cái dám gì có liễu diễm tại chính mình nếu là tình huống cho phép vậy liền bổ đao tốt hai người thương lượng một trận rất nhanh lưu long mang theo hắc báo rời đi dựa theo hắn lại nói trước cùng hắc báo thân mật thân mật miễn cho hắc báo đến lúc đó không phối hợp nguyên bản lưu long mang đi hắc báo không tính là gì đại sự nhưng mà nửa ngày về sau lưu long ánh mắt dị dạng tìm được lý hạo một câu không nói chính là bỗng nhiên cho lý hạo một quyền sau đó liền không giải thích được chạy Lý Hạo nửa ngày đều không có hiểu rõ. Đây là xảy ra chuyện gì? Đánh ta một quyền làm gì? Đội chấp pháp, đội trưởng phòng làm việc. Lưu Long ánh mắt dị dạng không được. Hắn nhìn chằm chằm vào hắc báo nhìn. Hơn nửa ngày, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Người không bằng chó. Thảo, người con chó này lại có thể biết hô hấp pháp. Hay là ta lưu ra cửu đoán kình hô hấp pháp. Người con mẹ nó có phải hay không quá thông minh. Ta tốt xấu cũng học được mấy ngày mới có thể người căng hết cỡ tối hôm qua nhìn lý hạo tu luyện học được một chút người cũng biết đúng vậy hắn phát hiện bởi vì hắc báo thói quen dùng hô hấp pháp cứ việc hắc báo hô hấp rất thấp kém người bình thường nhìn không ra nhưng mà đây là lưu gia hô hấp pháp lưu long trước đó không có cảm giác chờ hắn mang theo hắc báo một trận phát hiện con chó này hô hấp tiết tấu thế mà giống như hắn hắn đều kém chút trận tròn mắt một người một chó lưu long hô hấp một chút hắc báo hô hấp một chút Lưu Long dừng lại một trận, Hắc báo dừng lại một trận, kém chút âu chết Lưu Long. Con chó này rất tà môn, khó trách Lý Hạo nói có thể nhìn thấy tinh thần cấp độ tồn tại. Siêu năng hiện ra, ngay cả chó đều thành tinh. Lưu Long lắc đầu, thật cũng không quá mức kinh ngạc, than nhẹ một tiếng nói, thần thoại khôi phục, siêu năng hiển hiện, tại Bạch Nguyệt Thành, nghe nói cũng có động vật thành tinh, mà ở miền Trung khu vực, thậm chí có tin tức truyền đến, có thành tinh động vật nuốt siêu việt nhật diệu cấp độ đỉnh cấp cường giả, không nghĩ tới nho nhỏ ngân thành, cũng có người con chó này thành tinh, nghĩ đến cái này, tự diễu cười một tiếng, chó đều có thể thành tinh, ta lại là không thể trở thành siêu năng, thật là châm chọc, thôi thôi, ngươi học được nhà ta hô hấp pháp, lão tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dạy ngươi cửu đoán kình thử nhìn một chút, về sau thật thành tinh, cho ta đến cái một chảo chín tầng, làm chết những vương bát đản kia, nói, chính hắn đều cười chó có thể học được sao? Mặc kệ nó, thử nhìn một chút, hắn so lý hạo cần phải mạnh hơn nhiều. Học được mấy chục năm cửu đoán kinh, hoàn toàn không phải lý hạo có thể so. Nghiên cứu một trận hắc báo, tại hắc báo kích động dưới con mắt, bắt đầu dạy nó cầu trảo cửu điệp, mà hắc báo năng lực học tập, kém chút để lưu long kinh điệu cái cầm. Mẹ nhà hắn, hắn học đều không có hắc báo nhanh. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì hắc báo tối hôm qua luyện một đêm còn hấp thu đại lượng tinh quang năng, thật gặp thích hợp truyền thụ người. Học tự nhiên nhanh, tay chó trên không trung đều nhanh hình thành huyễn ảnh. Tay chó hai chồng, khi hắc báo tay chó hai chồng thời điểm, Lưu Long kém chút muốn nói, người con mẹ nó làm học trò ta đi, coi ta quan môn đệ tử được rồi. Cái này so với người phải mạnh hơn, viên thạc thu cái lý hạo, hắn cảm thấy lý hạo rất có thiên phú, nhưng bây giờ xem xét, cầu thí, lý hạo nào có hắc báo thông minh một chút thời gian liền có thể tay chó hai chồng một ngày này rõ ràng là đại sự đến lưu long lại là không làm chính sự ở văn phòng dạy một ngày chó truyền đi liệt ma tiểu đội mấy người chỉ sợ đều muốn điên bọn hắn còn tưởng rằng lưu long nhốt tại phòng làm việc đang suy nghĩ biện pháp nghĩ biện pháp đối phó địch nhân nghĩ biện pháp ứng đối ngày mai khả năng đến nguy cơ nhưng mà chẳng ai ngờ rằng một ngày này hắn dạy cho một con chó luyện võ luyện đến cuối cùng, hắc báo thậm chí có thể miễn cưỡng đánh ra tay chó ba chồng. Lý Hạo biết chỉ sợ đều được ngoác mồm kinh ngạc, thời gian, cũng tại hắc báo luyện võ bên trong từ từ vượt qua. Ngày 17 tháng 7, dần dần kết thúc, trời tối, mây đen dày đặc, ngân thành, gió mát ghế qua, trong hắc ám, từng đạo huyết ảnh hiển hiện, chờ đợi lấy sắp đến thu hoạch, tám mạch hội tụ, nhanh, mươi 35, trời mưa, cộc cộc cộc, trời mưa, mau tế mưa nhỏ giọt 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 nhỏ xuống, trên cửa sổ lều che nắng cùng nước mưa va chạm, phát ra tích táp âm thanh, trời tối người yên, ngân thành dạng này tiểu thành thị, 10 giờ tối đằng sau, trên đường cũng rất ít có người đi đường, biết thời tiết không tốt, sắp trời mưa, giờ phút này toàn bộ ngân thành phía ngoài người đi đường đã ít lại càng ít. Trên đường phố, hai bên thương hộ đều đã đóng chặt cửa lớn, mùa mưa đến rồi, sau đó, ngân thành đều sẽ có mưa, tầng hầm lý hạo đổi một bộ mới tuần kiểm phục bên hông đeo vòng xoáy đời thứ ba còn cất mấy cái lựu đạn không có mang theo quá lớn uy lực vũ khí nóng quá không tiện một người thao tác độ khó rất lớn mà lại cũng không tiện tại mang theo cách đó không xa trần kiên bên cạnh nhiều một viên tấm chắn tấm chắn màu đen không quá lớn chủ yếu dùng để phòng hộ yếu hại nơi hẻo lánh một bên bác sĩ vân giao ngay tại thu thập mình hòm thuốc nhỏ mà người gầy ngô siêu Vuốt vuốt dao găm trong tay, giống như đang thất thần, không biết nghĩ cái gì. Lý Hạo phía trước là Liễu Diễm, thời khắc này Liễu Diễm không có nụ cười, cũng đang thất thần, trước mặt để đó một bộ bị giữ lại khung ảnh, không biết người trong khung ảnh chính là ai, có thể là nàng bị giết trượng phu. Ầm, um, cửa mở, người mặc áo khoác Lưu Long, bên người đi theo một con chó. Cho tới giờ khắc này, Lưu Long mới mang theo hắc báo từ phòng làm việc của mình đi ra tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn. Dù là thất thần liễu diễm cùng ngô siêu, giờ phút này cũng không còn hoảng hốt, tỉnh lại tinh thần, nhìn về phía vị đội trưởng này. Vị này mới là liệp ma tiểu đội trụ cột tinh thần. Trời mưa, lưu long cất bước mà vào, ngữ khí lạnh nhạt, nhìn quanh một vòng, đều chuẩn bị xong, chuẩn bị xong, trần kiên buồn buồn đáp lại một câu. Lưu Long lộ ra nụ cười gần cho, nhớ kỹ, tả ác vĩnh viễn không chiến thắng được chính nghĩa chúng ta, thuộc về chính nghĩa, chính nghĩa, đám người quát khẽ, thực hiện cử chỉ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, tiểu đội tiếng hô khẩu hiệu lần nữa tại tầng hầm này vang lên. Như vậy chưa yêu, nhưng mà, lúc này đáng thanh âm, lại là có chút kích thích lý hạo trái tim, thực hiện cử chỉ chính nghĩa, trừ ma vệ đạo, oanh, ngay một khắc này, giống như tiếng sấm vang lên, nhưng mà, lưu long mấy người, lại là hơi biến sắc. Liễu Diễm cấp tốc đứng dậy sắc mặt lãnh túc đứng lên không phải tiếng sấm đúng vậy đây không phải tiếng sấm bọn hắn quá quen thuộc đây là tạc đạn lưu long sắc mặt hơi có vẻ khó coi cứng đờ cười siêu năng thật là có bản lĩnh bọn hắn không muốn để cho chúng ta ra khỏi thành không muốn để cho chúng ta chiếm cứ chủ động bọn hắn nhập thành nhập thành địch nhân tiến nhập ngân thành ngay tại phá hư thậm chí lấy toàn thành an nguy bức bách những người này tách ra quản thúc bọn hắn lý hạo sắc mặt hơi trắng bệch lưu long bọn hắn cho là hắn bị hù dọa đều không có nói chuyện chỉ là ngoài ý muốn lý hạo thế mà bây giờ sợ quả nhiên người trẻ tuổi đến thời điểm then chốt liền không còn dùng được mà lý hạo cũng không phải là bị hù dọa hắn chỉ là nghe thanh âm có chút phẫn nộ cùng sợ hãi lão đại là tạc đạn âm thanh sao giống như là nhà ta phương hướng kia truyền đến cảm giác giống như là về phần có phải hay không hắn hiện tại không cách nào xác định. Bên ngoài, huyên náo tiếng vang lên, tuần kiểm ti xuất động, lưu long giờ phút này ngược lại là khôi phục bình tĩnh. Mới bắt đầu thôi, xem ra lần này đối thủ, không dễ đối phó, không đợi lý hạo bọn hắn ra khỏi thành. Đối phương liền chủ động hạ thủ, là uy hiếp, cũng là cảnh cáo, đừng nghĩ ra khỏi thành. Thậm chí tại nói cho Lưu Long bọn hắn, từ bỏ đi, sắp xếp của các ngươi. Chúng ta đều biết, bọn hắn thậm chí biết, Lưu Long ở đâu an bài bẫy dập, chờ đợi bọn hắn dẫm vào đi. Đừng nghĩ, siêu năng giả có chút rất tự đại, có chút lại là rất cẩn thận. Lần này tới đối thủ, hiển nhiên đều rất cẩn thận, dù là cảm thấy liệp ma tiểu đội không đáng sợ, thế nhưng không nguyện ý chủ động dẫm vào Lưu Long bẫy dập của bọn họ. Lưu Long hít sâu một hơi, giờ phút này, hắn biết, chính mình khả năng phiền phức muốn tới. Đương đương đương, tiếng chuông vang lên, Lưu Long cầm lấy một bên thông tin bên trong cấp tốc chuyển đến có chút quen tai tiếng giống lưu long người ở đâu đội chấp pháp bên này người không tại liễu diễm không tại ngân thành có đại sự xảy ra người lỗ tai điếc nghe không được sao phát sinh án bạo tạc có người chết chuyện lớn như vậy cần đội chấp pháp ngay lập tức đi giải quyết thế nhưng là đội chấp pháp bây giờ lại là có chút hỗn loạn bởi vì chính phó đội trưởng đều không tại án bạo tạc chỉ là một chỗ còn không biết có hay không chỗ tiếp theo không chỉ như vậy, thông tin bên trong, thanh âm tức giận lại nổi lên. Lập tức về tuần kiểm ti, dẫn đội đi hiện trường phát hiện án. Không đơn thuần là ngươi, còn có liễu diễm, lập tức về đơn vị. Ngân thành Tây Ngoại ô lại phát sinh cùng một chỗ án phóng hỏa. Là kho dầu hỏa thiêu đốt, có người phóng hỏa, lưu long sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi nói, được rồi, ti trưởng, đừng có gấp, ta sẽ xử lý, lưu long, ti trưởng thanh âm vang lên lần nữa mang theo một chút nặng nề ta biết ngươi gần đây bận việc có một số việc ta một mắt nhắm một mắt mở thế nhưng là chuyện chuyên nghiệp người chuyên nghiệp đến giải quyết ta là tuần kiểm ty ty trưởng tuần kiểm ty là ngân thành duy nhất cơ cấu chấp pháp ngươi phải hiểu được toàn thành bách tính an nguy tuyệt đối phải nặng như nào đó một người đêm nay ta tọa chấn tuần kiểm ty ngươi cần ra ngoài bắt đạo tặc tiểu ra hỏa kia ngươi nếu là cảm thấy không phải bảo đảm không thể đưa tới tuần kiểm ti phòng ti trưởng. Hai người đều hiểu, vừa mới bạo tạc, chỉ là bắt đầu, chỉ là cảnh cáo, cũng là để tuần kiểm ti chính mình thức thời. Để lưu long liệp ma tiểu đội từ bỏ bảo hộ Lý Hạo. Mục đích của bọn hắn, từ đầu đến cuối đều là Lý Hạo. Cho nên, giờ này khắc này án bạo tạc cũng tốt, án phóng hỏa cũng tốt, cũng là vì cảnh cáo, mà không phải cùng ngân thành cơ cấu chấp pháp triệt để vạch mặt. Ti trưởng thanh âm rất lớn, Lý Hạo cũng nghe thấy. Lần này, Lý Hạo cũng minh bạch, địch nhân đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, cỡ nào gian trá, bọn hắn bất động thanh sắc, căn bản không quan tâm Liệp Ma tiểu đội tham dự, bởi vì bọn hắn đã sớm có phương án, để ngân thành loạn đứng lên, chỉ cần loạn đi lên, Liệp Ma tiểu đội sẽ tiếp nhận to lớn vô cùng áp lực. Ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa sao? Vậy bây giờ, các ngươi muốn đi giải quyết mặt khác bản án, giữ gìn ngân thành hòa bình, hay là tiếp tục lưu lại? bảo hộ Lý Hạo, ta biết, Lưu Long thanh âm bình tĩnh như trước, ta sẽ xử lý, ti trưởng, ta cúp trước, dập máy thông tin, Lưu Long nhìn thoáng qua Lý Hạo, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, các ngươi chờ ở tại đây, không cần vọng động, ta lên bên trên xử lý một chút, lão đại, liễu diễm sắc mặt biến hóa, bọn hắn muốn xem đến chính là cái này, để liệp ma tiểu đội rời đi, ốc còn không mang nổi mình ốc, từ đầu đến cuối. Những người kia mục tiêu đều là Lý Hạo, điểm này cực kỳ minh xác. lưu long gật gật đầu. ta biết thế nhưng là hắn được ra ngoài, hắn không đi ra, không hiện thân, những người kia sẽ còn tiếp tục chế tạo các loại họa loạn. thủ hộ ngân thành có đôi khi cũng không phải là một câu nói suông. lưu long hay là đi. giờ khác này lý hạo sắc mặt có chút khó coi, cũng không phải là bởi vì lưu long rời đi, mà là có chút phẫn nộ, phẫn nộ những cái kia muốn giết mình ra hòa, làm việc thật không hề cố kỵ không từ thủ đoạn, bọn hắn đang dùng toàn thành người tính mệnh, bức bách liệp ma tiểu đội không nhúng tay vào. Cho dù là bọn họ cảm thấy, liệp ma tiểu đội không đáng sợ, có thể đối phó, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là lựa chọn dùng ngân thành uy hiếp, nên giết, lý hạo trong lòng gầm thét, lại là không thể làm gì. Hắn quá yếu, đêm nay ngân thành, có chút hỗn loạn, bầu trời vẫn còn mưa, có thể ngân thành lại là nhiều chỗ cháy, thẳng đến lưu long xuất hiện dẫn đội tuần tra tứ phương ngân thành rối loạn mới dần dần bình ổn lại ngân thành cổ viện viên gia giờ phút này không chỉ viên thạc một người tại còn có hai vị tuần dạ nhân hồ hạo cùng lý mộng đều tại lý mộng thương thế giống như tốt lên rất nhiều chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt hồ hạo nhìn xem bên ngoài cảm thụ được phía ngoài hỗn loạn nói khẽ viên lão chúng ta đã báo cáo tuần dạ nhân tổng bộ rất nhanh sẽ có người tới viện binh nhưng là hiện tại viên lão tốt nhất đừng ra ngoài liền ở chỗ này chờ đợi an toàn hơn một chút hồ hạo biết mơ hồ minh bạch đối phương cũng không nguyện ý cùng tuần dạ nhân là địch cũng không phải vì đối phó viên thạc mà là vì đối phó viên thạc học sinh từ tuần dạ nhân góc độ tới nói những người này gan to bằng trời nên giết thế nhưng là hai người bọn hắn nhiệm vụ là bảo vệ viên thạc cho nên viên thạc muốn so lý hạo trọng yếu không thể vì lý hạo mà để viên thạc đặt trong nguy hiểm viên thạc không nói gì chỉ là nhìn xem bên ngoài bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại lá gan thật to lớn viên thạc bỗng nhiên mở miệng mang theo một chút lãnh ý siêu năng về siêu năng phàm tục về phàm tục thế giới này cuối cùng vẫn là có vương pháp tổ chức này quá mức cản rỡ tuần dạ nhân biết là tổ chức nào sao quá mức cản rỡ ngân thành là nhỏ cũng rất xa xôi mà dù sao là phía quan phương chính thống thành chi bây giờ, cũng là bị những người này trở thành uy hiếp tuần dạ nhân cùng tuần kiểm ti công cụ. Hồ Hạo lắc đầu, việc này không phải ta phụ trách, ta không hiểu rõ lắm, nhưng là làm việc không kiêng nể gì như thế, mà lại hành tung khó tìm, không có gì hơn tam đại tổ chức siêu năng. Hồng Nguyệt, Phi Thiên, Diêm La, tam đại tổ chức danh tự vừa ra, viên thạc cũng là trao mày, là cái này ba cái tổ chức siêu năng một trong sao. Nếu là như vậy, chính mình học sinh kia phiền phức. Thật so tưởng tượng còn muốn lớn, Tam đại tổ chức này, thậm chí so tuần dạ nhân đều muốn sớm xuất hiện. Tuần dạ nhân 20 năm trước thành lập, có thể tam đại tổ chức, khả năng sớm hơn một chút, chỉ là một mực không có hiện thân, thẳng đến tuần dạ nhân thành lập, phía quan phương mới thu được một chút manh mối, biết tam đại tổ chức tồn tại. So với mặt khác tổ chức siêu năng, Hồng Nguyệt, Phi Thiên, Diêm La, ba nhà này tại lĩnh vực siêu năng đi càng xa. Cường giả càng nhiều, nhìn thoáng qua phía dưới cũng có thể nhìn trộm ra rất nhiều để cho người ta trong lòng run sợ bí mật thực lực vượt quá tưởng tượng viên thạc không có lại nói cái gì nếu là tam đại tổ chức này lần này hoàn toàn chính xác phiền phức không nhỏ bất quá đối phương đến ngân thành chỉ là vì đối phó lý hạo cho dù có cường giả đến cũng sẽ không quá vượt qua tưởng tượng nếu không thật muốn bị tuần dạ nhân âm một lần hao tổn một chút đỉnh cấp cường giả vậy cũng không phải tam đại tổ chức nguyện ý nhìn thấy kết quả viên thạc không có nhúc nhích hắn đang chờ bây giờ không phải là hắn xuất thủ thời điểm nếu không không xuất thủ nếu là xuất thủ lần thứ nhất xuất thủ tự nhiên phải có đại thành quả nếu không đánh rắn không chết về sau khó đối phó hơn trong phòng hai vị tuần dạ nhân cũng là sắc mặt khó coi tuần dạ nhân phía quan phương chính thống tổ chức siêu năng mà giờ khác này lại là có chút biệt khuất thực lực bọn hắn không mạnh, mà lại nhiệm vụ này cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận. Giờ phút này chỉ có thể nhìn, nhìn xem tần dạ nhân uy nghiêm quét xác, ngân thành tuy nhỏ, đó cũng là mấy triệu người thành thị, hôm nay cũng là bị bao phủ tại người khác uy hiếp phía dưới. Sớm muộn diệt bọn hắn, Lý Mộng hừ lạnh một tiếng, nghe con mới đẻ không sợ cọp, nàng khẩu khí rất lớn, lá gan giống như cũng không nhỏ, viên thạc không có lên tiếng hồ hạo trong lòng thở dài một tiếng nghĩ đơn giản có thể diệt tuần dạ nhân đã sớm động thủ chính là làm không được mà lại đối phương hành tung quỷ bí lúc này mới có hôm nay kết quả siêu năng quật khởi quá nhanh quật khởi quá đột ngột phía quan phương cũng chưa kịp trước tiên khống chế thậm chí siêu năng cũng không phải là đột nhiên xuất hiện mà là có dự mưu có kế hoạch điểm này phía quan phương cũng không có trước tiên nắm giữ chờ đến biết được thời điểm chỉ có thể mượn dùng phía quan phương cường đại nội tình trước tiên kéo ra khỏi tuần dạ nhân đội ngũ cái này mới miễn cưỡng duy trì ở các đại hành tỉnh ổn định bây giờ các nơi đều rất hỗn loạn tuần dạ nhân số lượng có hạn làm sao có thể đủ trấn nhiếp tứ phương hồ hạo trong lòng kỳ thật có chút lo lắng âm thầm 20 năm qua tuần dạ nhân một mực thỏa hiệp cứ tiếp như thế các đại tổ chức càng thêm không kiêng nể gì cả vài chỗ bên trên thậm chí tuần dạ nhân đều bị hủ thực dạng này thái bình còn có thể duy trì bao lâu ngân nguyệt hành tỉnh trước đó khá tốt hôm nay ngân thành chi loạn sẽ hay không lan tràn xuống dưới giờ khắc này toàn bộ phòng yên tĩnh trở lại hai vị tuần dạ nhân có phẫn nộ có không cam lòng có thể chỉ có thể nhìn chờ lấy gửi hy vọng tuần dạ nhân tổng bộ người tới thậm chí mơ ước tổng bộ cường giả đến nhất cử trấn áp hỗn loạn dường ngoài lĩnh vực siêu năng thế nhưng là dạng này chờ đợi kéo dài rất nhiều năm giống như rất ít phát sinh một bên viên thạc dựa vào ghế không nói thêm gì nữa trong tay lại là vuốt ve một thanh đại đao viên thạc năm đó thành danh cũng không phải là dựa vào binh khí dương danh hắn rất toàn diện binh khí quyền cước đều tinh thông mà giờ khác này hắn lại là ở bên người thả một cây đao một cây đao kỳ thật vừa rèn đúc đi ra không bao lâu không ai để ý cái này dù là bên cạnh hai người kỳ thật cũng không để ý càng sẽ không để ý đại đao trong chuôi đao. Còn trong đưa một viên nho nhỏ thạch đao, cũng liền dài 7, 8 cm, 2 3 cm rộng, so tay cầm còn muốn nhỏ. Viên thạch nhẹ nhàng vuốt phe. hô hấp mang theo tiết tấu. Dưới quần áo, cơ bắp đang không ngừng nhúc nhích, từng luồng từng luồng kình lực đánh thẳng vào toàn thân. Ngân thành, khoảng cách tuần kiểm ti không đến 3.000 m địa phương. Có một tòa đại giáo đường. Giờ phút này, trong giáo đường như là quỷ vực, tĩnh mịch, không biết qua bao lâu, một tiếng cười nhẹ từ nơi hẻo lánh trong bóng tối truyền ra. Lưu Long đi ra, viên thạc còn tại cổ viện, cái kia hai cái bảo hộ hắn ra hỏa cũng ở bên kia trông coi không dám động đậy tuần dạ nhân có sắp xếp sao, tạm thời không có phát hiện, bất quá không sao, tuần dạ nhân ngân nguyệt hành tỉnh bên này tổng bộ cứ như vậy mấy vị đỉnh cấp tồn tại. Đều có nhiệm vụ, đều có sắp xếp hành tung cũng đều có dấu vết mà lần theo huống chi tuần dạ nhân tổng bộ cường giả sẽ không khinh động nếu là chúng ta lần này có đỉnh cấp cao thủ đến có lẽ sẽ còn gây nên sự chú ý của bọn họ hiện tại giết chúng ta vạch mặt tuần dạ nhân sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này nếu là có thể nhất cử đánh giết bọn hắn tổ chức mấy vị đỉnh cấp cường giả vậy tuần dạ nhân dù là trả giá đắt cũng có khả năng sẽ ra tay nhưng mà giết một chút trung tầng kết quả triệt để cùng một phương cường đại tổ chức vạch mặt đây đối với tuần dạ nhân mà nói cũng là không đáng trong bóng tối tiếng cười thấp giọng quanh quẩn mang theo một chút thỏa mãn cùng tự hào để ngân thành bao phủ tại bọn hắn dưới bóng ma chuyện như vậy quá có cảm giác thành tựu tuần dạ nhân thì như thế nào lần này đến đây thu hoạch một vị người bình thường mặc kệ ngày xưa lý ra có bao nhiêu huy hoàng hôm nay lý hạo cũng bất quá là người bình thường ngân thành bên này thế mà còn có người muốn ngăn cản không biết tự lượng sức mình lúc nào động thủ trong bóng tối lần nữa có âm thanh phát ra không vội chờ chờ cái gì có người không biết có người minh bạch mà quỷ diện bên trong một vị người mới nhịn không được hỏi hiện tại lưu long không tại viên thạc không ra thời gian vừa vặn còn phải đợi sao giờ phút này không phải thời cơ tốt sao chờ một chút ngươi không hiểu hiện tại trước hết để cho những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc đợi đến đêm mưa sinh lôi nước mưa biến thành màu lam chính là chúng ta động thủ thời điểm màu lam còn có nước mưa màu lam quỷ diện bên trong cũng không phải là tất cả mọi người tới qua ngân thành cũng không phải tất cả mọi người đến chấp hành qua nhiệm vụ như vậy lúc này cả đám đều có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc nước mưa lại biến thành màu lam sao vì sao nhất định phải như vậy tầng hầm lý hạo thở hắt ra nhìn thoáng qua những người khác có chút nôn nóng hơi có vẻ bất an bọn hắn dẫn đi lão đại chậm chạp không xuất thủ rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào hắn coi là lưu long rời đi những người này liền nên động thủ nhưng là không có còn đang chờ đêm mưa tới cái bóng màu đỏ kia xuất thủ còn cần điều kiện gì sao lại không đến hắn đều gấp cùng lắm thì liều một lần liều thắng tốt nhất liều chết cũng so bây giờ chờ cần mạnh cách đó không xa, liễu diễm khẽ cười một tiếng, mang theo một chút nghiền ngẫm, người như vậy vội vã chịu chết, tỷ, nói không chừng có thể phản sát đâu, lý hạo cũng cười, nôn nóng cảm giác biến mất một chút, vậy thì chờ đi, lý hạo lại nói, vậy không bằng chúng ta chủ động ra ngoài, tiến về cố định địa điểm, bọn hắn nếu chờ, vậy đại biểu một chút, thời gian không tới, hiện tại coi như chúng ta đi, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay, hồng ảnh một phương còn cần thời gian, ở đây chờ chết, không phải Lý Hạo nguyện ý nhìn thấy kết quả. Chờ lão đại an bài, Liễu Diễm bình thường cũng không quá nghe Lưu Long, có thể giờ phút này lại là giống như cực kỳ tín nhiệm Lưu Long. Lưu Long trước khi đi không có để bọn hắn rời đi. Liễu Diễm liền không đề cập tới rời đi sự tình, dù là Lý Hạo nói như vậy, nàng vẫn kiên trì lưu lại. Tuần kiểm ti bên ngoài, Lưu Long dẫn đội, tuần tra một vòng, lưu lại một một số người xử lý bản án. Hắn lại trở về, lần này chưa có trở về tầng hầm. Nước mưa càng lúc càng lớn. Trong đêm tối, lôi đình bắt đầu ấp ủ, tiếng sấm rền vang lên. Bên chân, hắc báo trên lông tóc, nước mưa thuận thuận hoạt lông tóc, nhỏ xuống đi, không cho hắc báo xối thành chó rơi canh. Rất bị động, Lưu Long biết, thời khắc này chính mình lộ ra rất bị động, một mực bị nắm đi, đến từ ngân thành áp lực, đến từ những người này không chút kiêng kỵ áp lực để hắn không thể không đi theo đám bọn hắn mạch suy nghĩ đi. Nhưng mà, Lưu Long trong mắt cũng không có quá nhiều khẩn trương cùng bất an. Chỉ có tỉnh táo cùng lạnh nhạt, vừa xuống xe, còn chưa kịp uống miếng nước. Rất nhanh, tuần kiểm ti đại sảnh có người đội mưa xông ra. Khẩn trương nói, đội trưởng, bác ngoại ô lại phát sinh cùng một chỗ án phóng hỏa. Có không ít người bị vây ở trong lầu. Đội dập lửa đã xuất phát, bất quá bọn hắn cần đội chấp pháp hiệp trợ. Lại tới. Cứ như vậy, lần lượt dẫn Lưu Long rời đi, lần lượt đùa bỡn hắn, uy hiếp hắn, người tốt nhất đừng trở về. Trở về, vậy thì chờ lấy lần nữa phát sinh bản án. Tuần kiểm ti, Lưu Long nỉ non một tiếng. Lần này, nếu là không cách nào giải quyết, tuần kiểm ti uy nghiêm, triệt để không còn sót lại chút gì. Liên đới tuần dạ nhân, chỉ sợ đều mặt mũi không ánh sáng. Các ngươi hẳn là minh bạch, cũng không biết chuẩn bị có đủ hay không đầy đủ. Theo ta đi. Lưu Long lần nữa khẽ quát một tiếng, đội mưa tiến lên, mang theo đội chấp pháp người, cấp tốc lái xe rời đi. "Vậy liền tiếp tục, Ngân Thành, các ngươi dù sao cũng là ngoại lai hộ, dù là có chút an bài, còn có thể so ta Lưu Long rõ ràng hơn. Ta đã nhanh khóa chặt vị trí của các ngươi." Lên xe, Lưu Long sờ lên hắc báo đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Mà hắc báo, cái mũi có chút co rúm, tại trong đêm mưa theo xe cộ cùng xuất hành, mà xe cộ tại ngân thành phố lớn ngõ nhỏ không ngừng vờn quanh tốc độ không nhanh có lẽ là mưa biến lớn thậm chí mấy lần tắt lừa mỗi một lần tắt lừa lưu long tính tình đều sẽ biến càng táo bạo một chút xuống xe hút thuốc thấp giọng gào thét quát lớn nhân viên dọa đến đội chấp pháp người đều không dám mở miệng về phần đội trưởng trời mưa xuống còn mang theo một con chó trời mới biết đội trưởng nghĩ như thế nào thẳng đến xe cộ đến một chỗ đại giáo đường phụ cận Xe cộ lần nữa tắt lửa, Lưu Long xuống xe, một cước đá xe cộ rung động không thôi, thấp giọng gào thét, đáng chết, vì cái gì không đổi xe? Vì cái gì? Một chút mưa liền chết máy. Không phải lần đầu tiên. Phế vật, một đám phế vật, phía trên những tên khốn kiếp kia, không nhìn thấy đội chấp pháp khốn cảnh sao? Cấp phát càng ngày càng ít, từng cái đều là phế vật, các ngươi cũng là." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nương theo lấy lôi đình bộc phát, như là tức giận kim cương gầm thét lên, chạy bộ tiến lên, chiếc xe nát này ngày mai đập cho ta." Dứt lời, Lưu Long dẫn đội, đội mưa, cấp tốc hướng vụ án phát sinh chạy tới. Khoảng cách còn rất xa, nhưng là hắn chạy, cũng là tốc độ cực nhanh. Trong hắc ám, hắc báo cũng từ bên cạnh hắn biến mất. Đêm mưa phía dưới, cũng không ai sẽ để ý một con chó. Phía trước, cấp tốc chạy Lưu Long, mang theo hơn 20 người đội chấp pháp, một đường chạy, nước mưa đánh vào trên mặt lại là không thể che hết trong mắt của hắn lửa nóng cùng phẫn nộ. Ngay tại kề bên này, hắc báo có thể nhìn thấy đồ chơi kia, chẳng những có thể lấy nhìn thấy, nó là một con chó, một con chó không cần huấn luyện, một con chó sắp thành tinh, các ngươi, chờ lấy, đêm mưa dưới, lưu long lấy ra máy truyền tin, một bên chạy, một bên bấm một cái mã số, buồn bực thanh âm gầm nhẹ, các ngươi ra khỏi thành, đi ra, trong thành mới có thể an tĩnh ta sẽ an bài người bảo hộ các ngươi. Tốt, thông tin cấp tốc bị cúp máy. Đó là liễu diễm thanh âm. Tầng hầm, liễu diễm cúp máy thông tin. Võ trang đầy đủ, thấp giọng quát nói, ra khỏi thành. Ngay tại lúc này, Lý Hạo không biết vì cái gì bỗng nhiên lại quyết định ra khỏi thành. Nhưng là hắn không nói gì thêm. Cấp tốc đuổi theo liễu diễm. Mấy người khác, bao quát vân dao cũng cầm chính mình hòm thuốc. Không nói hai lời, cùng một chỗ đi theo liễu diễm. Đại giáo đường bên ngoài khi lưu long thông tin kết thúc một lát sau bỗng nhiên một đạo quỷ ảnh hiển hiện bên cạnh nổi lơ lửng một đạo hồng ảnh nơi hẻo lánh chỗ hắc báo tùy ý nước mưa làm ướt lông chó yên lặng nhìn xem chỉ là nhìn trong nháy mắt hắc báo như là chó lang thang đồng dạng cục đuôi cấp tốc tại trong nước mưa trốn chạy nó vốn chính là chó lang thang không cần trang chó lang thang chính là như thế chạy ô ô một bên chạy một bên truyền ra tiếng nghẹn ngào hắc báo cảm thấy Chính mình có thể muốn lập công, nói không chừng cái này mới quen đấy to con, sẽ truyền lại từ mình càng nhiều võ công. So Lý Hạo mạnh hơn, Lý Hạo cũng sẽ không dạy chó luyện võ. Hết chương 50 rồi ạ, à. hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.